Alo, ba hả ba? Ba lên nhà con gấp đi ba ơi. Có chuyện rồi ba ơi. Dạ dạ. Dạ. Chiếu nữa đi. Nhất trí. Far across the distance and places between us. Rác quá, rác dữ rồi. Đồ này rác dữ trái da luôn rồi đó. Đi vô trong nha. Nhất trí. Đi. Chồng đâu? Chồng đi làm. Chồng đi làm với ai? Chồng đi làm với đối tác của chồng. Ủa vậy ha? Rồi chừng nào chồng về? Tí xíu nữa chồng về. Vậy ha? Nhưng... Rồi chừng nào chồng đi? Chồng thì tí xíu nữa chồng đi luôn. Sao chồng, chồng kỳ vậy ha? Ê, khét rồi, khét rồi, khét, khét dữ rồi. Đó rồi, khét dữ rồi. Ủa. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Đây là... Rồi cá kho tổ. Đứng, đứng, đứng im. Khét dữ rồi. Đứng im. Ba không thương con. Nên nhất. Nên nhất. Ba thương con của ba. Ba không khóc, chém, chém hò, chém hò, chém hò, chém, chém hò. Mày nuốt cái cục tức vô. Xả cục tức ra. Tưng tưng vậy hoài rồi chồng con nó chán con rồi sao? Thù lao quá. Bình thường con với chồng con rất là hạnh phúc. Phải không? Trời trời, chồng con mê con cỡ luôn á. Cỡ luôn á. Mê một cây. Ê ê, sao sao hay quá, hay quá. Hay không? Hay. Bà biết sao không? Sao sao, kể bà nghe. Mỗi lần mà chồng con đi làm về nha, con sẽ biến hình. Con không làm người vợ cơ bản nữa. Ê sao? Con làm người vợ phức tạp. Hay quá. Đi ghê chưa? Sao làm cho bà coi? Trời ơi, con diễn hề cho chồng con coi đó. Con gái ba là number one, number one, number one. Làm cho ba coi đó. Vui chết luôn á. Nôn diễn lắm luôn á. Làm cho ba coi. Bây giờ ba bình tĩnh nha, ba ngồi xuống. Đây, 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 đây. Chồng con đi làm mới về nha. Làm mới về. Chờ chồng đi làm mới về. Trời ơi. Rồi xin hả, xin hả, xin hả. Chồng về là phải cởi áo cho chồng. Cởi áo cho trời chồng. Trời ơi, hay quá vậy ta. Thằng chồng phản ứng sao? Chồng phản ứng sao? Cười thôi, hai đứa cười thôi. Tiểu phẩm hề mà. Diễn xong rồi cười thôi là xong rồi. Đâu có ý nghĩa gì đâu ba. Ờ, hiểu không, hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Đó, rất là nhân văn. Ờ, nhân văn, nhân văn. Chưa hết, chưa hết. Chưa, chưa hết nữa. Con còn ca hề cho chồng con coi nữa. Trời, gái mà tập kỹ quá, làm cho ba coi đi nè. Ngồi xuống, bình tĩnh. Ngồi xuống. Chồng con về đứng đây nha. Đứng đây. Anh có yêu em không? Hay quá. Con về nhà với em không? Hay quá. Gà chồng không? Phản ứng làm sao? Chồng lên gói con luôn. Ê, sao mà lên gói con? Tại bài này dở. Cái bài này hai vợ chồng con đều đánh giá là rất dở. Nên là tao vừa cười luôn đó. Không phải, tại chồng con lo sức khỏe của con. Tại con mới đẻ xong. Chồng con hả, ảnh rất là yêu con luôn á. Thao tác gì đây? Đâu, mỗi lần chồng con với con nói chuyện á là hay thể hiện những cái tình cảm gì với nhau lắm. Quái lạ. Thiệt. Nên là mỗi lần hai vợ chồng nói chuyện là phải thao tác ta chân gì cho nó rối vậy hả con ha. Thiệt là tao không nghĩ ông trời ông ban cho tao một đứa con mà quái lạ như mày luôn. Thiệt, hai vợ chồng vừa nói chuyện mà vừa làm cái động tác này cười chết vậy luôn á. Đó là cái tình cảm gia đình đó con á. Không phải đâu, hai vợ chồng con vô cùng là hạnh phúc luôn á, bà hiểu không? Không, bà cũng đáng làm theo con. Không phải, cái này là phải yêu thương nhau thật lòng mới làm được. Nhưng mà ba thấy vậy là vui lắm á con. Đôi lúc ba lên đây thăm con ha, rồi ba thấy cái cuộc sống của con hạnh phúc vậy, hai vợ chồng hòa nhã vậy, hai vợ chồng hoạt bát vậy, mệt dữ lắm mệt nhưng mà ba vẫn cố làm với con. Quái lạ. Ai đây? À, dạ cháu là shipper à. Được, được, được coi, kiểm tra coi
Tại vì nếu mà sai cái loại tả là mặc vô vậy bị hâm lắm. Bác sĩ hay nói vậy lắm á. Bà nói cái gì bác sĩ nữa? Vậy bác sĩ, mời bác sĩ ngồi. Bác sĩ ngồi đi, kệ ba em. Ba ngồi xuống đi. Con nói chuyện với bác sĩ xong con sẽ nói chuyện với ba. Nhất trí. Bác sĩ em biết là ngày hôm nay bác sĩ tới đây tức là cái vấn đề của ba em nó đã quá quan trọng rồi. Ba em có vấn đề gì hết bác sĩ nói cho em nghe đi bác sĩ. À, khoảng từ em rối quá. Mày làm em cái gì? Mày làm em cái gì vậy? Không mấy vậy nè. Bác sĩ gửi mail cho em đi. Nào em rảnh này em về em kiểm tra mail em trả lời bác trời sĩ nha. Trời ơi, cô bình tĩnh đi. Thực ra thì ba em không ổn đúng không? Ê, trời. Ba em không ổn đúng không? Thôi bác sĩ về đi. Chuyện này để em nói chuyện với ba. Đi về đi. Đi đi mà. Ba. Ba nghe. Mẹ mất rồi. Còn con với ba thôi. Ba biết mà. Có vấn đề gì ba phải chia sẻ với con chứ. Chia sẻ luôn. Là ba không kiểm soát được. Kiểm soát được. Không ai kiểm soát được phải xài tả hết ba. Mày cho cái tả này là cho con của mày. Cầm cái tả, trả tiền cho shipper đừng có khùng nữa nha con. Là con đặt đó hả? Ừ con đặt mà con quên. À, dạ cô ơi. Tiền của em nhiêu vậy anh? À 200 à. Anh cay em. 200. Thôi em gửi tiền. Thực ra em có gia đình rồi. Em hay từ chối những người đẹp trai lắm. Dạo này con làm sao á Phước? Ba lo cực kỳ luôn. Con bình thường. Không, con sống với nghiệp sống này đương nhiên con không bình thường. Không, con bình thường. Con không bình thường. Con bình thường. Con kêu ba làm gì? Bằng ba. Ờ. Trời ơi. Ôi chết. Ba ơi. Nãy ai á chứ không phải ba á ba ơi. Đó. Mày tào lao sao á. Tập trung. Nhìn nè. Ôi. Màu nhiệm á. Sao lúc nào mày cũng biểu cảm lố hơn ta hết vậy Phước? Tập trung lần nữa. Kiềm chế là con. Trời ơi. Trời ơi kiểu wow. Kiểu cái trò này nó cái miếng này không vui nha con. Từ bỏ nha con. Con thấy vui mà ba. Ba thấy không có vui. Con thấy vui. Mày chào cả nhà, đi làm mới về. Chào mày làm mới về. Về hồi nào? Ừ, về từ lúc mà ba làm. Anh ơi, em yêu anh. Nhưng mà anh làm cái đó không có vui. Ủa, ba đâu mất tiền không ạ? Ba đi đâu? Ba ơi. Ra đây đi ba. Có gì đâu ba ngại. Mấy cái chuyện này là chuyện bình thường. Nhà này nó vậy đó ba. Khi nào mà không có mấy chuyện này á, nó mới là bất bình thường đó ba. Con mới bất thường á. Ủa, gì nữa? Con nghĩ làm sao vậy? Dạ. Chồng mà vô tâm như vậy? Hả? Cái gì? Con vợ con ở nhà nó chuẩn bị hết cái này cái kia để con đi làm về mệt mỏi. Nó chào mừng con về cho vui vẻ hòa nhã gia đình. Bài ba, cái cảm giác của ba bây giờ là cảm giác ban ngày. Còn cái cảm giác của con á, lúc đó con đi làm về lúc 12 giờ đêm. Mới làm về hả? Chưa mới làm về hả? Quen thầy không? Đi ba. Trục nó đi. Con gái của ba đó ba. Quái lạ. Nhưng mà cũng con cũng không có gì được. Sao? Nó làm vậy thì con không cười thôi, mắc gì lên gói nó bẩn bẩn chứ con. Đó lại là một câu chuyện khác. Anh có cảm ơn bạn. Mày buông ra, biết mày buông ra. Mày kết một đòn chí mạng kết liễu nè. Đó nhiêu đó bây giờ. Ba. Sao mày? Ba. Ba, mày buông ra tao coi mặt mũi nó là ai nè. Trời ơi, ba ơi. Dám vô nhà tao. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, con gái. Đỡ nó vậy. Đó là cảm giác của con. Trời ơi em ơi. Chùm mền đi cứu đó có ngày chồng này mày nó giết chết mày Phước ơi. Không phải đâu. Ôi sao không con? Không, con bình thường. Đó mày thấy chưa? Mày thấy con vợ mày chưa? Tội nghiệp chưa? Dù gì phải chiều nó một cái chứ con. Chiều chứ ba. Ừ. Con chiều vợ con dữ lắm luôn đó ba. Chiều sao? Con không chiều vợ con á, con sợ vợ con nó buồn. Mà con chiều vợ con á, ngặt nỗi con bị liệu. Vô gặp sếp con. Chào sếp. Em có một vấn đề này. Em muốn thuyết trình với sếp. Không biết là sếp có đồng ý hay là không. Rồi sếp mày nói với mày làm sao? Đuổi luôn.
Con thấy hậu quả chưa con? Nhưng mà không phải. Nếu mà nó không có chào kiểu đó, bây giờ hên hên làm giám đốc luôn á con. Đó. Nhưng mà không, con bình thường, em bình thường. Em không em từ từ. Em sao vậy? Em sao? Em không biết nói gì anh sao hết á. Thì có chuyện gì em cứ nói đi, có ba ở đây mà. Cái vấn đề là em rất là mệt. Em biết là anh đi làm về cũng mệt. Mà em biết là em đẻ xong á, em có hai đứa con. Cái người em như con cá hú vậy đó. Nhìn nó thấy ghê lắm. Mà anh đi làm anh gặp hết cái này, anh gặp hết người kia. Anh có biết là tối em dọn cơm em chờ anh về. Mà em lúc nào em cũng thập thầm. Em thấp thỏm, em không biết là anh có về ăn cơm với mẹ con em không. Em biết là anh mệt. Cho nên là mỗi lần mà em xuất hiện trước mặt anh á, em muốn em là một nhân vật khác. Anh nhớ không? Có bữa em làm cô tiên nè, có bữa em làm con cá, có bữa em làm con heo. Xui xui cái bữa bạn anh tới á, em làm con khùng. Em làm con khùng. Thì nó hơi mất mặt chút xíu. Em cũng mất mặt nhưng mà em chỉ muốn là cho anh vui thôi. Em rất là sợ tới một ngày mà anh chán em. Cho nên là em bại hết cái này thứ kia, em bại đủ trò hết trơn. Em làm cái này, em làm cái kia. Để em không có muốn là anh bỏ em. Nhưng mà thực sự bây giờ em mệt lắm rồi. Cho nên là anh muốn làm cái gì anh cứ làm. Em lúc nào em cũng tôn trọng anh. Anh hiểu. Nghe nói nè, anh đâu có cần gì đâu. Anh chỉ cần em là chính em là được rồi. Hiểu không? Mình là vợ chồng mà. Làm sao anh có thể vì em xấu đi, em mập lên rồi anh bỏ em được. Em đã hy sinh cho anh, sanh cho anh đứa con, làm sao có thể bỏ em được. Hiểu không? Em xin lỗi anh. Hay quá. Đồng vợ đồng chồng như vậy tác biến đâu mới cạn, hiểu không? Dạ. Yeah. Bây giờ nhân dịp hai vợ chồng hòa thuận, ba mời cả gia đình đi ăn cho nó vui. Đi ăn ba. Ba từ từ con. Con vô ẵm con. Đi ẵm con đi. Lấy xe mà chở ba vòng Sài Gòn. Rồi để con đi lấy xe liền. Ba ơi. Con cái máy giặt con. Bỏ con mà giống máy giặt hả? Không phải. Con ngủ bình thường. Con ngủ bình thường, cái máy giặt chạy bình thường. Mày la nó làm gì? Giỡn. Kính thưa quý vị, tâm trạng của người phụ nữ sau sinh làm đủ thứ trò, nhiều khi không biết mình đang làm gì. Đó là phần thi cho chủ đề hình tượng của Ngọc Phước. Dễ thương, nhẹ nhàng nhưng mà vậy nè Phước. Em có một cái đoạn thoại em kể với chồng em á, là em làm đủ thứ trơn á. Em đóng nhân vật này, em là con cá, em là con heo, rồi em nấu cơm, em đợi chồng em về. Nhưng mà chị ước là những cái gì mà em nói đó, tại sao em không đem lên ngay từ đầu ở trong tiểu phẩm? Tức là khi em diễn với ba em á, em diễn hết tất cả những cái con mà tí xíu em đề cập. Tới khi mà em lật lại cái câu đó thì người ta sẽ hiểu. Chị biết là em muốn cho mọi người biết là tâm lý phụ nữ sau sinh rất là dễ trầm cảm. Và thực sự đây là một cái vấn nạn. Có những phụ nữ trầm cảm và họ ra tay chính với con mình. Trầm cảm là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Và chị rất cảm ơn em khi đưa vào trong tiểu phẩm này. Bản thân chị cũng từng bị trầm cảm. Chị từng uống thuốc trầm cảm và chị hiểu cái cảm giác đó. Trầm cảm chỉ có bản thân mình vượt qua được hay không. Cái điều mà chị mong muốn là mai mốt mình có làm về cái chủ đề này, mình phải rút kinh nghiệm một điều là phụ nữ khi bị cái bệnh đó thì phải vượt qua như thế nào. Em biến chuyển tâm lý tốt nhưng em chưa có điểm nhấn cho cái vở của em. Khi em nhấn vào đó thì chị phải rớt nước mắt. Chị gần tới rồi đó Phước, nhưng mà chị chưa tới. Chị hy vọng là những vòng sau nữa thì Phước sẽ lột xác mình hơn nữa. Cảm ơn chị Nam Thư. Và em mời anh Gia Bảo. Tiết mục này từ đầu em có cái chỗ Titanic giữa hai người, hai cha con á. Yeah. Nó dễ đến lừa cho người ta là hai vợ chồng. Tất cả những gì mà nãy giờ Nam Thư nói rất là đúng. Mà những cái miếng này em cứ diễn với ông ba và em gạt khán giả luôn, cho người ta tưởng ông ba là chồng em luôn. Dạ. Yeah. Cho đến khi chồng em xuất hiện, tại vì không có chồng bên cạnh. Dạ. Yeah. Cho nên mượn ba để làm những điều đó thì nó gạt người ta luôn. Và những cái trò của em á, nó phải sắc lại, nó đắt hơn. Cái nào ra là cười phải mạnh luôn. Về diễn xuất thì em diễn xuất rất là tốt. Coi cảm xúc cho nên là anh vẫn đánh giá cao cái phần diễn xuất của em. Và hy vọng là vòng sau đập cái miếng hài nó mạnh hơn nữa. Dạ. Yeah. Yeah.
Phụ nữ sau sinh phức tạp lắm, tâm trạng lắm. Em mời chị Kiều Anh. Bây giờ khoan anh nói vấn đề trầm cảm mà nói tới vấn đề nghệ thuật đối với Phước hôm nay. Chị rất cảm ơn em. Chị không ngờ một cô gái chưa có gia đình như em mà lại có thể tải một cái vấn đề này mà thông qua hài. Đó là một sự thông minh đó. Cái thông minh là em đã chọn được đúng cái công thức để làm hài, nhưng em lại làm nó quá sơ sài, chị uổng quá. Trong cái hài mà kiếm được một cái nội dung, cái thông điệp mà nó lạ, nó mới mà có thể gây hài từ phần ý tưởng, nó rất là khó hiện nay. Nó bị trùng lặp rất là nhiều. Nếu em đã sinh rồi như chị mà em làm như vậy thì có lẽ chị sẽ không bao giờ cho em điểm cao. Nhưng bởi vì thật sự em là một cô gái chưa có gia đình đó, mà em lại làm cái đề tài này là em đã thử sức rất là lớn. Thì đối với cái thông điệp này, chị nghĩ rằng là coi cười có thể chưa cười nhiều, nhưng có thể hàng triệu người phụ nữ xem được cái chương trình này cũng sẽ thấy mình trong đó và sẽ cảm ơn một bé Phước còn rất nhỏ mà dám chơi một cái đề tài lớn. Cảm ơn chị Kiều Anh. Anh xin chúc mừng cho Phước đã hoàn thành xong cái phần dự thi của mình. Cái em làm được là em dám chơi với tâm lý. Em dám chơi với một cái hài không có tình huống, toàn là những tình huống em tự tạo ra, những cái miếng mạng em tự tạo ra. Thì anh thấy rất là khó cho em. Và anh hy vọng là cái thế mạnh của em là hài tình huống. Nhìn em giống như Minh Dự hồi xưa vậy. Lần đầu tiên gặp Minh Dự cũng vậy, cũng ngây ngô, cũng ngô nghê, rất nhiều cái năng lượng trong người nhưng mà không biết xài. Cho tới khi mà Minh Dự biết là mình phải như thế nào, Minh Dự mới trao dồi kiến thức đi học thầy Minh Nhí, ra Minh Dự biết cách làm hài như thế nào. Phước cũng phải tiếp thu, lắng nghe và học hỏi nhiều hơn để mình hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn Phước, ngày hôm nay em đến đem đến một cái chủ đề rất là lạ và mới luôn. Thì ngay bản thân anh đó và Quỳnh đối xử tốt với anh rất là tốt luôn, không giờ nặng lời với anh. Mà mới thời gian Quỳnh đẻ đường tháng, anh đang ngủ Quỳnh đạp anh vậy. Quỳnh nói tôi ghét ông quá à. Ông ngủ ông không có trách nhiệm gì mà lần đầu tiên Lâm nghe em cuộc đời luôn. Và sau này Quỳnh nói là có một thời gian mà con nó khóc cứ 3-4 giờ sáng, thấy được cái tâm lý của người phụ nữ. Thì đó thì Quỳnh không có, nhưng mà Phước lần đầu tiên mà anh thấy em dám lột tả này. Ban đầu anh thấy ủa trời, con nhỏ nó diễn cái gì vậy, miếng này nó không dính miếng kia, anh không có hiểu em diễn cái gì luôn á. Nhưng sao anh coi được cái kết kịch, anh hiểu ra được là do em mới sinh xong cho nên cái tâm lý không ổn định, cho nên muốn nói gì nói, miếng là liên tục. Thì thật sự những cái đó rất là khó diễn và anh rất là nể phục em. Cảm ơn anh Lâm chia sẻ rất thực tế. Tất cả những ý kiến của các anh chị góp ý cho Phước á đều chính xác. Thầy chỉ nói với Phước là con nên tự tin về mình, vì Phước là một cô bé thông minh, duyên dáng. Đó là những thuận lợi của con. Hiện giờ thầy nhìn thấy con còn khuyết điểm này nè, con nên rèn luyện. Đó là trong diễn xuất của con bị vội, cứ vội vội vàng vàng. Nên bình tĩnh và mỗi một miếng diễn của mình là dứt khoát. Đặc biệt một điều mà thầy cũng đồng ý với chị Kiều Oanh, thầy nghĩ con ở ngoài đời con cũng rất là dễ thương. Tại vì con gặp thầy cũng rất lễ phép, con rất dễ thương. Tuy nhiên cái nghề của mình là con phải chịu lắng nghe. Con nên tự tin hơn và biết sắp xếp, từ tốn, đừng vội vàng trong diễn xuất. Chúc mừng con. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Với phần dự thi cho chủ đề hình tượng ở vòng này thì số điểm của Ngọc Phước là 55,75. Phước ơi. Dạ. Yeah. Lựa chọn kinh phí để có tiền thi vòng sau. Mời Phước gạt bảng số của ô số mấy? À, hồi hôm bữa muốn gạt số 3 đúng không? Đúng rồi. Hôm nay gạt tiếp số 3. Gạt tiếp số 3. Lần trước nhiêu tiền nhớ không? Lần trước 2 triệu. Lần này hy vọng nhiêu? Cái này hy vọng 4 triệu. Quý vị khán giả một kịch bản. Kịch bản này được cover từ một kịch bản rất là đình đám, được mang tên Bến Giáng. Và kịch bản chúng tôi được mang tên là Bến Giáng Què. Cường,
trình trình. Quỳnh làm gì mà cứ phải lấm le lấm lét vậy hả? Tại sao bấy lâu nay Quỳnh lại trốn tránh muội? Tại vì cha của muội đã triệt hết đường sống của ta rồi đó mà. Cha của muội cho vay tiền góp thì liên quan tới cuộc sống của Quỳnh. Vậy là tiểu thư không có biết rồi. Anh Cường là chuyên gia đánh đề, còn ba tiểu thư là cho vay tiền góp. Anh Cường mượn tiền của ba tiểu thư đánh đề, bây giờ tôi hết tiền rồi, vậy là hết đường sống rồi. Cường Cường, Trình Trình, muội không ngờ vì cái chuyện đó mà chúng ta phải chia tay nhau đó hả? Trình Trình, Cường Cường. Trình Trình ơi, bởi vì ba của cô cho anh Cường mượn nợ nên giờ đây cứ đành chia tay vĩnh viễn nữa dân Cường. Anh Cường ơi, đừng giật nợ của bác Thùng. Hãy trả cho xong rồi anh đi nhé. Nếu không thì anh khó được toàn thay. Có những lần á, anh ăn trời lắc của em, anh ăn thiếu, ăn chịu, rồi đâu có chịu trả tiền. Cho đến bây giờ đã được một năm mà tại sao anh thiếu dai như quỷ? Quỷ! Cường Cường! Trình Trình! Quỷ! Cường Cường, sao huynh dại dột quá vậy? Tại sao lại mượn tiền cha của muội để rồi đi đánh đề? Huynh có biết huynh làm như vậy xã hội người ta sẽ nói huynh ra sao không? Nói ta thế nào hả? Sao huynh ngu quá? Huynh ơi, huynh ngu quá. Thật sự ta ngu thiệt mà. Ây da, nói tới mới tức. Nằm mơ thấy con chó nó sổ con mèo, huynh con mèo nó ra con chó, huynh con chó nó ra con mèo. Thật là tức quá đi, tức quá đi, tức quá đi đó. Xa quá, anh đi xa anh quá. Cường Cường à, hay là chúng ta hãy bỏ trốn đi. Không lẽ bây giờ chúng ta ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông nữa hả? Có điên không, ở đây đang là Hồng Kông đó. Lần này chúng ta sẽ đi một nơi khác. Chúng ta sẽ ra bến xe An Sương rồi bắt xe đi Bình Dương. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra bến Trương Dương cùng ăn một cái lẩu lương ở kế bên nhà thương. Chúng ta sẽ đi bốn phương, chúng ta là một đội quyền ương. Quyền ương có bạn có bầy, nỡ sao anh để lẻ bầy tình em. Có tường em đứng lại đó. Tôi chết rồi, người ta tới bắt khóc muội đó. Đúng vậy, ta đến đây để bắt cóc tiểu thơ Trinh Trinh. Người lại chứ hả? Ta. Ta là Sơn Khẩu. Anh trai của Sơn Tùng A, B, C, D, Văn Cường. Hay cho Văn Cường. Giỏi cho Văn Cường. Văn Cường. Sao mì Văn giật tiền của chủ hôm nay không trả sẽ bị ăn đòn. Ủa Văn Cường, đây là tối mật thư của ông Phùng. Hãy cầm lấy, xem đi, rồi gửi mail qua cho ổng. Ta là Sơn Khẩu, anh trai của Sơn Tùng, từ A đến Y cờ rét.
Nó ra nó hát cho đã, nó quên bắt cóc muội luôn. Như tình cảm tốt, thật là may mắn. Chúng ta đi nào. Thôi vậy là thoát rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đã được ta. Cha. Bác hồn. Ông Phùng, Hứa Văn Cường, ta hỏi ngươi lần cuối, bây giờ ngươi có trả nợ ta không đó hả? Bây giờ tiền đâu mà trả hả? Ngươi muốn chết à? Vậy thì ta cho ngươi chết. Bác Hùng, nó còn thiếu nợ con đó. Trời ơi Lưu Minh, sao bắn người ta vậy? Nó cũng thiếu tôi đó. Anh ta cũng thiếu ông nữa hả? Không, thấy mấy người bắn quá, tôi bắn theo. Ây da, nó còn sống kìa. Vậy là nó chết rồi. Chết rồi. Vui quá đi. Vui quá đi. Như vậy là lại một lần nữa, cái bánh gián que này cũng chỉ còn có một người sống sót, đó là Trình Trình. Cái đó người ta gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thầy ơi, thầy ơi, thầy hôm nay thầy diễn hay quá thầy ơi. Hay quá thầy ơi. Hay cái gì? Ngày mai thầy diễn luôn cho thầy. Thầy sợ tụi con luôn á. Sao thầy? Tụi con nghĩ sao mà dám kêu thầy vô rồi tập trung với tụi con một cái tuồng gì mà nó xàm hết cỡ luôn. Xàm gì mà xàm thầy, trời ơi, ngày xưa thầy với ba tụi con cũng diễn cái bến giác cũng xàm vậy mà. Thầy bậy nha. Ngày xưa thầy với ba tụi bay diễn cái bến vắng là lúc đó là đang tham gia một cuộc thi. Cái đó là có chủ đề đàng hoàng, mình xàm mới được. Còn bây giờ á, thầy nói nếu mà tụi con á mà muốn làm lại cái đó thì phải làm sao cho nó hay hơn, chứ nãy giờ là thấy dở hơn rồi đó. Đúng không? Nè, tụi con phải nghe thầy nói. Thầy yêu cầu tụi con á từ bây giờ là phải cao hơn nữa kìa. Dạ. Thầy muốn tụi con phải làm một cái tiết mục, một cái kịch bản gì đó tụi con xàm, nhưng mà phải có chọn lọc, phải có nội dung hẳn hoi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Chứ mai mốt là không có làm vậy nữa được không? Nè con nè. Dạ. Nghe lời thầy. Con, thầy cảm thấy con có cái đầu óc tư duy đạo diễn lắm. Mai mốt con dựng mấy cái tuồng mà hay đi, có nội dung, có nhân văn á. Rồi kêu thằng Phước. Thằng Phước là cái thằng có cái duyên diễn hài nè. Lôi nó vô nó diễn phụ tụi con. Dạ. Hiểu không? Còn thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa là cái thằng mà thầy thương nó nhất luôn. Dạ sao thương nó thầy? Nó là gốc của hát bội. Phải không? Nó biết gìn giữ cái nền nghệ thuật dân tộc. Dạ. Phải không? Mà nó là truyền thống của mình á. Nó biết gìn giữ như vậy là tốt lắm. Hiểu không? Dạ, con phải noi gương đó. Thầy, con sao thầy? Từ đầu tới giờ thầy chưa bao giờ thấy cái điểm sáng của con luôn á. Ngày xưa ba của con á, là thầy đắn đo lắm mới cho vô nhóm ít rồ của thầy đó. Dòng 4 mới cho vô đó. Dạ, thầy. Bây giờ á, con hiểu rồi thầy. Con hứa với thầy á là tụi con sẽ làm ra một cái tác phẩm thiệt là hay để cho thầy xem nhá thầy. Tốt. Còn con cũng vậy. Con cũng vậy á thầy. Nghe thầy nói nè. Dạ. Thầy đi nước ngoài thì cũng hơn 5 năm rồi. Đợt này thầy về sẵn cái dịp sắp tới sẽ là ngày giỗ tổ của chúng ta. Dạ. Giỗ tổ nghệ sĩ thì thầy sẽ tổ chức thật lớn. Thầy mong các con phải ghi nhớ lời thầy. Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Dạ. Dù gì đi nữa thì cái ngày đó thầy muốn tất cả các con phải tụ họp về với thầy. Có được dạ, không? Dạ, dạ được. Rồi chúng ta sẽ cùng thắp hương dân tổ. Dạ, không? Dạ. Rồi. Dạ thôi, con đi với thầy. Dạ, con đi thầy. Con đi với thầy. Đi đi. Tôi đang dạy dỗ mấy đứa con cho mấy ông đó. Công nhận cái bến vắng của mình nó khủng khiếp thiệt không? Trời, diễn xong một cái bây giờ vắng que còn có mình tôi còn sống. Mấy ông đi nơi phương nào hết rồi. Nhưng mà mấy ông yên tâm đi, tôi đã nói là tôi làm. Tôi sẽ dạy dỗ cho tụi nó nên người. Bây giờ tôi còn phải đi kiếm thằng Cường với thằng Đức nữa. Ông nhìn tôi cái gì? Thằng Cường với thằng Đức đó, con của hai ông Đức với ông Cường nè. Thấy không? Tôi hứa tôi sẽ dạy dỗ tụi nó đàng hoàng. Tin tôi đi, tôi sẽ làm được. Cường ơi, Đức ơi, đứng lại, đứng lại, đứng lại.
đi em. Cái phần của ra cổ của các cái đôi là xong rồi. Bây giờ mày bỏ chân phải đi, mày bỏ chân trái đi, xong rồi. Anh Cường ơi, em giữ đất co cho anh rồi nè. Rồi, từ từ, làm gì mà hối như vậy? Ra lẹ đi anh, em giữ đất co cho anh nè. Bây giờ đơn giản lắm, anh bỏ chân phải anh vô. Bỏ chân phải vô không? Ok, anh bỏ chân trái anh vô. Rào, anh nhõng cái mông này chút xíu nữa. Rồi. Ok, đạo diễn ơi, xong rồi. Chuẩn bị, 3, 2, 1, action! Ấy, ta rất ghét nhìn thấy cái cảnh đàn ông hà hiếp phụ nữ, con cái bất hiếu với cha mẹ sinh con ra thì bỏ rơi bỏ đứt, có người giết trâu giết chó để mà ăn thịt, có tàn ác mà không chứ hả? Có tàn ác mà không chứ hả? Bởi vì vậy, ở đâu có kẻ ác, ở đó có ta, vì ta chính là hiệp sĩ bóng đêm. Anh diễn hay quá em, ở trong em nhìn anh diễn mà em nổi da ghê luôn á. Anh Cường, em thích nhất là cái đoạn gì mà ở đâu có kẻ ác thì ở đó có te, bởi vì ta chính là hiệp sĩ bóng đêm. Đạo diễn nói anh làm lố kìa. Ê, em xin lỗi anh, em mơ ước làm diễn viên lâu rồi. Anh Cường, anh diễn mệt rồi, bây giờ anh nghỉ ăn cơm đi, để em kêu nhân viên đưa cơm ra cho anh ăn nha. Em ơi, lấy cơm cho anh Cường ăn em ơi. Ê, cho Cường. Mấy bè nào đi re đi, phim trường tay làm như nhà mấy bè vậy bè. Đi re đi. Nè, đó là fan của tôi đó. Phải coi phim trường như là nhà, vô đi em. Lấy cơm cho fan Cường ăn luôn em. Lấy cơm của ai ăn anh? Tất nhiên là cơm của anh cho fan Cường ăn rào. Anh làm gì? Anh nhìn tao quen rào. Rồi, thôi được rồi. Mấy em ra nhà hàng trước đi, chút xíu anh ra sau nha. Dạ, rồi, dạ. Anh Cường ơi, bên event người ta điện cho anh nè. Được đây. Alo. Cái gì? Rồi, tôi biết rồi. 30 phút nữa tôi qua. Rồi, đừng có hối tôi. Hối tôi là tôi bỏ luôn đó. Vậy nha. Bực mình. Ủa, Đức. Dạ. Sao rồi, nãy có sao không? Dạ, không có sao anh. Thôi ráng đi, chút xíu ăn cơm ăn nước rồi, chút xíu quay phân đoạn chính đó nha. Phân dạ, đoạn rất là quan trọng đó. Ráng đi. 5-6 năm nữa thôi, anh sẽ lăn xê mình lên dây thứ 9 luôn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh đi nha. Dạ. Bây giờ quay cái phân đoạn tiếp theo này, giang hồ nó dí xung quanh xong rồi mày dùng cái kinh công mày bay lên trời, hiểu chưa? Ủa anh, nhưng mà cái phân đoạn này anh Cường quay vẫn được mà anh. Anh Cường là vua phòng vé. Mày các cái đơ mày phải lè mày cái này chứ. Bây giờ các cái đơ và dàn dựng ra đi em. Rồi đứng quay xung quanh đi em. Gắn dây vô đúng không? Rao. Quay xung quanh đó. Rao. Xong rồi anh ơi, quay đi anh ơi. Đứng đó sao quay được? Ước mơ làm diễn viên không bao giờ thành hiện thực. Rao chuẩn bị. 3, 2, 1, action. Yeah. Anh ơi, cái gì vậy anh ơi? Anh ơi! Cái bình điện nó bị chập rồi. Chừng nào có điện mới đưa mày xuống được. Bây giờ anh em nghỉ ngơi ăn cơm đi. Vô ăn cơm. Ủa anh ơi! Vậy còn em sao anh? Mày nghỉ ngơi cho mọi người ăn cơm. Chú Chú Cái chú này là diễn viên ngày xưa nổi tiếng lắm nè. Cái chú này quên tên rồi. Đã đóng cái phim gì nổi tiếng rồi mà cũng quên tên luôn đâu. Cái phim tôi kêu nổi tiếng gì mà quên hết trơn vậy chú? Bây giờ tôi làm cái hình thể này là chú nhớ tôi là ai liền nè. Nhớ chưa? Nhớ đâu. Chú đóng cái phim gì mà bến phè gì á, đúng không chú? Thôi chú không nhớ thì thôi chú không cần phải thảo mai vậy đâu ha. Tôi đóng bến vắng rồi được chưa? Nhớ đâu, bến vắng đúng rồi. Còn nhớ chú, hôm nay là chú đóng cái vai gì trong cái phim này vậy chú? Không, tôi tới đây không có đóng phim, tôi tìm hai thằng học trò của tôi. Thằng Cường với thằng Đức đó. Anh Cường nhân Đức là học trò của thầy. Anh Cường hồi nãy là đi chơi với fan sao? Còn anh Đức đang treo nè. Dạ thầy, con chào thầy. Trời ơi, con làm cái gì mà con đu toàn ten cái chỗ vậy Đức? Dạ lúc nãy con đang quay cái rồi bể bình điện gì đó, cái rồi con treo trên này luôn rồi.
Trời đất ơi, cái gì mà cái đoàn phim của cậu sao nguy hiểm quá vậy? Dạ. Sao phải tìm cách nào để hạ nó xuống chứ? Dạ biết rồi, bây giờ hai thầy trò mới gặp nhau tôi tương phùng chút xíu đi. Ông cho con sửa lý dần cho chú. Thầy. Trời đất ơi. Đức, nó treo con trển bao lâu rồi? Dạ cũng mới à. Trời coi kìa, đổ mồ hôi hết trơn rồi kìa. Bây giờ thầy lo quá, chờ thầy chút xíu đi. Để thầy vô thầy kiếm cái khăn. Mấy chú ơi, kiếm đồ ra đó, đẩy hạ nó xuống giùm đi. Đây 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 chú, mau lên. Cái này mình lên mình gỡ nó xuống là được liền á chú. Con lên con gỡ nó xuống. Hạ nó xuống mau lên. Dạ dạ ra ok. Trời chú ơi. Yên tâm. À, chú con keo quá con vớ không có tới, chú lên đi. Dạ tôi. Ủa chú mới nói chú cao, chú dám tới hả? Dạ. Vậy kêu tôi lên chị. Ý con nói là chú lên chú nói chuyện với em cho nên em nó đỡ buồn. Bây giờ con vô con sửa nha chú nói chuyện với chú, em chút xíu chú, đi. Bây giờ chú ơi, xin cho tôi miếng giấy được không chú? Đây 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 chú. Trời ơi. Đức ơi. Dạ. Mấy chú á, làm ăn kỳ quá. Để học trò tôi treo vậy, tôi nhìn tôi xót lắm biết không? Đức ơi, thầy cũng sợ độ cao lắm nha con. Nè, lấy cái giấy chậm mồ hôi đi con. Dạ con cảm ơn thầy. Chậm mồ hôi đi. Trời ơi, rồi sao mà nó ác dữ vậy trời, xui dữ. Thằng Cường đâu, sao nó không lo cho con? Dạ không có đâu thầy, anh Cường á, anh lo cho con lắm á. Nhưng mà lúc nãy anh bận đi ăn với fan rồi. Với lại á, thầy không có biết đâu. À, con á mà không có anh Cường á là con không có ngày hôm nay đâu. Anh Cường bây giờ hả là anh đóng toàn là vai chính không mà thầy. Thằng Cường thì thầy lạ gì nữa, mở tivi hay là đi coi phim gì cũng thấy cái bản mặt của nó hết á. Mà thầy chưa có thấy cái mặt con ở đâu hết á. Có sao đâu thầy, tại con là diễn viên đóng thế cho anh Cường á. Với lại miễn sao con được hoạt động nghệ thuật là con vui rồi. Trời ơi, thầy nói chuyện với mày mà cái tâm thầy không yên được luôn. Mấy chú ơi, sửa xong chưa? Dạ có điện đâu, đâu hẹn em nó xuống đi. Thầy có điện rồi, có điện. Cẩn thận. Xuống. Cẩn thận con. Từ từ thôi mấy chú ơi. Rồi. Đây thầy gỡ cho. Thầy tháo cái đó ra cho. Dạ. Cởi cởi cái áo ra. Quay một vòng cho thầy coi coi. Có cày chũa gì không? À... Quay một vòng. Cái thằng này sao thầy nói không nghe vậy? Rồi cầm. Thầy chậm mồ hôi cho nè. Treo ở trển là mệt lắm hả con? Phải không? Tay kìa. Đó, bầm tím hết trơn vậy đó. Sao khổ quá vậy con? Để đó thầy lau cho. Thầy, thầy lúc nào cũng vậy hết á. Cũng yêu thương, cũng chăm sóc cho tụi con hết á. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Lâu lắm tụi con không thương tụi con thì thương ai bây giờ? Mà thầy, lâu lắm rồi con mới được ôm thầy á. Con miệng, nuốt cho thầy. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông Đạo ơi? Con thấy cái thầy mơ tôi vậy? Ở trong cái nền nghệ thuật của mình nó thiêng liêng quá. Con thấy hai thầy trò ôm nhau làm cho con nhớ thầy con quá. Thầy con cũng tài giỏi mà cũng thấp như thầy vậy á. Thầy ơi, vậy hả? Dạ. Thầy chú tên gì? Dạ thầy Minh Nhi. Trời ơi ông nội ơi, thầy ông cũng là thầy tôi luôn đó. Dạ tụi con chào thầy. Anh nhà sản xuất. À chú, con giới thiệu đây là nhà sản xuất và kim đạo diễn luôn cái bộ phim này ấy. Cái chú này là chú mà nổi tiếng ngày xưa lắm á anh. À cho chú ở trong cái nhóm X-Pro á anh. Anh mời chú đó vậy, mời chú đi. Dạ con chào chú. Chú dạ, chào con. Chú ơi, con hâm mộ chú lắm chú. Chú, hồi xưa ba con cũng thi chung cuộc thi với chú á chú. Mà tại vì ổng diễn dở quá cho nên rớt trước chung kết. Dạ. Chú, khi nào á mà con làm phim mới con mời chú nhất định phải tham gia nha. Rồi chú hứa nếu mà chúng ta có cơ hội cộng tác thì chú sẽ tham gia phim của con. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Nè chú giới thiệu ba Đức, đây là học trò của chú đó. Dạ. Con coi á, có gì con để ý tới nó chút giùm chú ha. Dạ chú cứ yên tâm đi, ba Đức nó giỏi lắm á chú. Con nghĩ sớm muộn gì nó cũng thành công mà. Chú, con nói chú nghe nè. Bây giờ thôi chú đi vô trong nghỉ ngơi nha. Con quay tiếp cái phân cảnh sau. Xong một cái là con vô con nói chuyện với chú liền. Rồi vậy thì càng tốt. Dạ. Chú không có làm phiền mọi người quay nữa ha. Dạ, đưa thầy vô kìa em. Ráng thành công nha không con. Dạ. Cố gắng lên. Thầy chú vô đây con lấy cơm cho chú ăn. Rồi, mọi người vào vị trí nha. Chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo.
ở ngoài mời Dương Cường vô giùm anh cái. Dạ để em gọi anh Cường là anh Cường à, ha. Vô quay anh Cường ha. Quay cái gì mà quay? Không có quay gì nữa đó. Nè 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 nè, tôi nói cho mấy anh biết, mấy anh làm việc kiểu này là chết tôi rồi. Thời gian của tôi là vàng là bạc, anh hiểu không? Bây giờ tôi còn phải đi qua cái đầu bên kia, tôi quay cái phim bên kia nữa. Nay đi quay phim gì? Lan Rừng. Tôi nói cho anh nghe, giám đốc sản xuất phim Lan Rừng là bạn thân của tôi. Tôi xin nó dành nguyên cả ngày hôm nay để cho Dương Cường quay ở bên đoàn phim này. Ủa, có xin hả? Có chứ sao không? Rồi bây giờ anh nói đi đâu, nói thẳng đi, đi event đúng không? Ờ, tôi đi event đó. Bây giờ tôi phải đi event, còn cái phim của anh giờ là ngày mốt quay, ok? Anh nói gì vậy anh Cường? Anh có biết cái phim của tôi là đầu tư mấy chục tỷ không? Hả? Mà bây giờ anh nói vậy anh muốn đi là đi, đang quay muốn bỏ đi là anh bỏ đi hả? Rồi cái phim của tôi biết chừng nào mới xong? Đúng rồi, mỗi lần mà đấu lịch là em phải xếp lịch lại, mệt mỏi lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Tôi không biết. Cái chuyện đó chuyện của mấy anh. Bây giờ đưa 2 tỷ đây, tôi đền hợp đồng cho người ta, rồi tôi ở lại đây tôi quay. Còn không thì tôi đi, ok? Cường, con làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy Cường? Thằng nào vậy? Thằng nào ở đây to gan nói chuyện tao kiểu đó vậy, hả? Mày phải không? Mày phải không? Cho tiền không dám nữa. Này nè. Thầy, trời đất ơi, thầy, thầy về nước hồi nào vậy thầy? Sao thầy không báo cho con biết để con đi thăm thầy? Thầy ơi thầy. Ủa thầy, hôm nay thầy vô đây thì đóng cái vai quần chúng gì vậy? Ê, thầy tao đóng vai gì trong phim này vậy mày? Nói gì vậy? Tiền đâu mà thầy anh đóng. Mày tao nói gì vậy? Thời của thầy tao á qua rồi. Bây giờ á là thời của tao, hiểu không? Thầy, trời ơi thầy ơi, con gặp thầy con mừng quá thầy ơi. Thầy, bữa nay thầy rảnh không? Chứ con là con bận rồi đó. Thôi, tối nay nha. Tối nay qua nhà con, thầy trò mình làm chài chai ha. Ờ bây giờ con kẹt rồi, con phải đi đây. Nha nha, tối nay nha thầy, tối nay nha. Cường, con mà bước ra khỏi cái phim trường này, thầy sẽ không nhìn mặt con nữa. Thầy, hôm nay thầy sao vậy thầy? Vì một cái chuyện bình thường, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thầy cứ la con hoài là sao? Nãy giờ con tôn trọng thầy, con đã không nói rồi, con đã nhịn thầy rồi. Thôi được rồi, thầy muốn sao cũng được hết á. Thầy muốn làm gì kệ thầy. Thầy không phải là cha là mẹ tôi. Thầy nên nhớ ngày xưa tôi học thầy, tôi cũng dâng đóng tiền đàng hoàng. Không những đàng hoàng mà tôi còn đóng dư nữa kìa. Anh Cường, anh đang nói với thầy kỳ cục quá vậy? Mày đến, mày là cái thá gì mày bày đặt chạy đợi tao hả? Mày nên nhớ, mày có được ngày hôm nay là nhờ tao đó. Đồ cái thứ ăn cháo đá bát phản phúc. Đạo diễn đâu? Hỏi đạo diễn. Tôi nói cho anh nghe, mai mốt á có cái mặt tôi thì không có bản mặt đó nghe chưa? Ok. Anh đỡ cho ổng đi dối vàng vậy anh? Cứ để cho ổng đi đi, cái đoàn này không có cần một loại diễn viên như vậy. Chú à, tôi là thầy mà tôi không biết dạy học trò, tôi xin lỗi chú. Chú tính, chú không cần phải làm vậy đâu. Chú không có lỗi gì hết. Lỗi là do Cường. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà chú. Nghị, tôi vừa mới gọi qua bên cổ đông rồi, người ta chấp nhận cho chúng ta dời lại phim này một tháng. Vậy anh chấp nhận lỗ luôn hả anh? Tôi chấp còn nhận. Cái vai Dương Cường ai đóng? Ba Đức, vai Dương Cường anh giao lại cho em. Anh ơi, nhưng mà em không phải là cái tên bán vé. Em cứ yên tâm đi, anh tin tưởng hoàn toàn vào em. Bởi vì em là Bá Đức, và hơn hết nữa em lại là học trò của thầy Hữu Tính, một người thầy rất giỏi. Anh tin tưởng em. Một tháng nữa phim chúng ta sẽ bấm máy lại từ đầu. Đừng làm anh và thầy của em thất vọng nha. Nghĩ anh cũng tin em, anh tin là em sẽ là vua của phòng vé, cố gắng lên nha. Thầy ơi, liệu con có làm được không hả thầy? Con phải cố gắng lên. Thằng Cường nó là một thằng diễn viên có tài nhưng không có đức, thì sớm muộn gì sự nghiệp của nó cũng sẽ lụi tàn. Nhưng mà con là một diễn viên vừa có tài vừa có đức, thầy tin chắc chắn con sẽ thành công. Cố lên.
mạnh mẽ lên. Chính nhờ sự nỗ lực của mình và các trò của tôi, cuối cùng tụi nó cũng đã làm nên chuyện. Bá Đức nó cũng đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Còn Kiến Minh, nó cũng đã trở thành một đạo diễn phim hài và hành động, một đạo diễn giỏi, một đạo diễn có tư duy. Còn Tuấn Nghĩa là một đứa con của ngành hát bội, nó đã mang nghề hát bội đến gần hơn với mọi người. Và cuối cùng là Hữu Phước, với một cái duyên hài sẵn có, nó cũng đã trở thành một diễn viên hài thực thụ. Và phần thưởng lớn nhất dành cho các học trò của tôi, đó chính là sự vinh quang. Vai diễn ấn tượng cùng kinh kịch trong một phim bến vắng, một vai giả gái rất duyên dáng đã giành được nhiều tình cảm của khán giả và đạt giải ngôi sao trẻ triển vọng trong năm. Và cũng trong năm vừa qua, đạo diễn trẻ Kiến Minh đã trình làng nhiều bộ phim hài ăn khách và đạt giải Cannes Á Châu. Diễn viên hát bội Tuấn Nghĩa với lối diễn xuất thần, Nghĩa đã được mời đi lưu diễn khắp cả nước và mang hát bội đến gần với khán giả hơn. Diễn viên hài Hữu Phước với vai diễn xoài lắc đáng yêu đã giành giải quán quân cuộc thi Cười Xuyên Lục Địa và trở thành gương mặt hot đang được săn đón. Thành công của những học trò chính là niềm vui của người làm thầy như tôi. Và hôm nay, các học trò yêu dấu cũng đã trở về cùng tôi làm lễ dỗ tổ để tạ ơn tổ nghiệp đã cho chúng tôi ánh sáng và hy vọng để không chùn bước trước khó khăn, để luôn bước đi về phía trước bằng chính đôi chân của mình. Cường, thầy, cũng đã hơn một năm thầy trò chúng ta không gặp nhau rồi. Thầy, con xin lỗi thầy, con đã không nghe lời thầy dạy, nên hôm nay con đã mất hết tất cả. Mà cũng đáng, đó là do sự ảo tưởng về sự thành công của mình, không trân trọng công việc mình làm, coi thường đồng nghiệp. Để đến bây giờ, khi các nhà sản xuất nghe đến cái tên của con thì họ đều lắc đầu, khán giả thì quay lưng, đồng nghiệp thì từ mặt. Thầy, hôm nay con đến đây, con không mong thầy và các anh em tha lỗi cho con, nhưng mà con đến đây là để xin lỗi thầy và các anh em. Đàn ông mà dám làm dám chịu, nhưng mà đây mới là con người thật, đây mới là con người mà thầy và ba của con mong muốn ở con. Thầy tin rằng các anh em không ai giận con đâu, và bây giờ con phải bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu. Anh Minh, mày yên tâm đi, anh em không giận mày đâu nha. Anh Minh, thầy đã đến giờ cúng tổ rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tốt lắm, tất cả các trò hãy cùng ta cung thỉnh kiệu tổ.
tổ nghiệp soi sáng con đường cho anh em nghệ sĩ chúng con. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn sự trợ diễn rất đắc lực của những thành viên của nhóm kịch CMV và nhóm kịch Đời đã cùng hỗ trợ cho các bạn ấy. Cùng với sự hỗ trợ của Vũ đoàn Việt Hải, Đoàn Lân Thanh Nghĩa Đường và Trống Lửa Sao Mai, xin cảm ơn các nghệ sĩ của chúng tôi. X-Pro rất may mắn khi có được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả và chắc chắn sẽ có tình cảm của ban giám khảo và ban bình luận. Xin mời thầy cô đưa ra những nhận xét và cảm xúc của mình ngay thời điểm bây giờ. Các bạn đã lớn rất là nhanh về diễn xuất. Các bạn đã điều khiển cảm xúc của khán giả đi theo mình. Tôi yêu X-Pro. Đến bây giờ tôi vẫn còn một cái cảm xúc rất là đong đầy với cái tiểu phẩm của các bạn. Tôi vô cùng hạnh phúc và tôi hãnh diện từng bước. Và đến ngày hôm nay, các bạn đã khẳng định là các bạn đã trưởng thành về nghệ thuật, trưởng thành về diễn xuất. Các bạn đã trưởng thành một cái bước rất xa làm cho chúng tôi ngưỡng mộ. Đó là nhân cách. Các bạn đã làm cho chúng tôi chảy nước mắt. Chúc mừng các bạn. Và tôi mong muốn ngày hôm nay cái tiểu phẩm này nó sẽ trở thành sự thật trên cái con đường nghệ thuật của các bạn, rằng chúng ta sẽ có sự thành công của những người luôn luôn tôn sư trọng đạo, của những người biết sống với nghề, biết yêu thương nhau, biết đoàn kết. Tôi tin rằng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. X-Pro sẽ chiến thắng trên sân khấu và trên cái con đường nghệ thuật của mình. Cảm ơn các bạn. Chắc chắn họ đã rất hài lòng bởi vì ngày hôm nay X-Pro đã chiến đấu hết sức mình. Và đây chính là X-Pro mà tất cả chúng ta mong muốn được thấy, đúng không ạ? Đêm nay tôi rất tự hào về X-Pro. Các bạn đánh đúng vào cái điểm yếu của tôi, tại vì tôi cũng là thầy. Các bạn mới chập chững bước vào nghệ thuật mà các bạn đã sẵn một cái tấm lòng tôn sư trọng đạo, cái dạy nhau về cái đạo đức. Khi mà mình có nổi tiếng thì mình cũng đừng có mất cái đạo đức đi. Lại một lần nữa tôi sẽ chấp nhận bị mọi người nói là hay khóc. Tôi chấp nhận những giọt nước mắt của tôi tặng cho các bạn, vì các bạn quá tuyệt vời. Xin cảm ơn thầy Minh Nhí rất nhiều. Thế bây giờ em vẫn còn run, em vẫn còn rất là hồi hộp. Bây giờ em muốn nói một cái câu lại, em vô cùng kính nể các anh. Chưa bao giờ em thấy em nhỏ bé như bây giờ hết á. Mọi thứ đến với em quá nhanh. Và cái việc mà em ngồi ở đây đó là một sự may mắn, một sự tin yêu của chương trình. Đối với em, không riêng về nghệ thuật và tất cả các nghề của mình, phải có ba yếu tố. Thứ nhất là cái tầm, chúng ta phải có năng lực. Cái thứ hai là cái tâm. Và cái cuối cùng đó chính là cái cơ hội, là cái mà chương trình Cười Xuyên Việt đã tạo cho tất cả chúng ta.
tất cả mọi thứ về cảnh trí, về âm thanh, ánh sáng, về sân khấu, về cái cả một thánh đường nghệ thuật thiêng liêng như vậy, để chúng ta có cơ hội để thể hiện bản thân mình. Và không phải biết nói giờ, em xin cảm ơn chương trình Cười Xuyên Việt rất rất là nhiều. Và em nghĩ rằng là chưa, em chưa bao giờ thấy một chương trình nào mà tổ chức một cái game show có tâm đến như vậy. Dạ, em rất là cảm ơn rất nhiều. Mọi người đã chạm vào trái tim của tất cả những nghệ sĩ, cũng như là các bạn đang ngồi ở khán phòng ngày hôm nay. Qua cái tiểu phẩm này thì thực sự là hài có, cái cảm giác rưng rưng có, cảm giác nổi da gà có, tất cả mọi thứ có. Cái ở đây mà Hiếu đề cao nhất và làm cho Hiếu cảm thấy kính trọng nhất, đó là nhắc cho Hiếu biết rằng uống nước nhớ nguồn. Và cái nữa đó là nhìn lại nhân cách của những cái người trẻ khi đang làm việc trên cái đà phát triển. Khi mình muốn thành công, mình phải cố gắng. Hãy luôn luôn cố gắng xem lại xem mình đã xứng đáng chưa. Xứng đáng với tổ nghiệp, xứng đáng với những bạn đồng nghiệp và xứng đáng với khán giả của Hiếu đang ngồi tại đây. Hiếu cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Hiếu Nguyễn rất nhiều với những tình cảm rất sâu sắc dành tặng cho X-Pro. Xin mời Nam Thư. Chắc chắn là tất cả những thành viên trong X-Pro cũng biết cái tình cảm Thư dành cho các bạn như thế nào. Và hôm nay khi các bạn làm một cái đêm chung kết như thế này, Thư không biết nói gì hơn hết. Thư chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn rất nhiều. Để luôn Thư lặp lại một ý mọi người vẫn nói, nhưng mà Thư vẫn nói, đó là uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Thư xin cảm ơn. Cảm ơn Nam Thư rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo và bàn luận của Cửa Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Và hình ảnh ngày hôm nay của X-Pro cũng đã khép lại chuyến hành trình đầy ấn tượng của các bạn ấy cùng với Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Chúc cho các bạn sẽ có được một kết quả thật tốt đẹp. Và chúng ta sẽ đón chờ số điểm của X-Pro trong cuối chương trình nữa. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoa đang được đứng tại khu lãnh địa của các fans hâm mộ của Buffalo. Và các bạn ấy đang rất háo hức đón chờ xem những thần tượng của mình ngày hôm nay sẽ thể hiện và đầu tư tiết mục của mình ra sao. Hãy cho tôi nghe thấy những tình cảm của Buffalo fans đi nào. Làm dưỡng tự minh linh, nay biết điều bội ăn đầu minh, lòng cương quyết xông pha nơi chiến trận. Dạ dạ, một xin đi, hai cũng xin đi. Mẹ không cho. Mẹ, mẹ ở lại, con không ở lại. Tiếp gì, ở lại. Truyền tiên quân.
Ôi, con sâu tiếp bảo cho ta diễn tiếp. Hai xuất sắc. Trời, hay quá mấy con ơi. Diễn tiếp đi, tôi ngồi đây tôi coi nè. Mọi người, trời tuyết như vậy không diễn được đâu, mọi người vào trong nghỉ đi nha. Để nó diễn. Trời tuyết như vậy làm sao mà diễn được, mọi người vào trong nghỉ đi. Dạ, để con. Vào trong nghỉ được rồi, nghỉ, vào trong nghỉ. Thôi, mọi người dọn dẹp vô, cất đồ, cất đạn đi, dọn dẹp. Cảm ơn. Rồi, mọi người cứ vào trong đi. Mày vô lẹ đi, đất mệt, mày quá lẹ lên. Gì mèo? Gì? Con hỏi gì? Dì coi dự báo thời tiết như thế nào? Dì nói với con là hôm nay trời nắng đêm không mưa. Vậy đó hả? Tao đâu có coi dự báo thời tiết đâu. Chứ sao? Tao bấm què á. Tao xin lỗi, tao không có biết. Nhưng mà là không lẽ lỗi tại dì? Dì ơi, lỗi tại dì chứ tại ai nữa? Ui. Sao tự nhiên tiết mịt mùng, trời lạnh lùng làm cho lòng ta lòng bỗng nhớ quê. Nào lòng ta Jennifer baby mèo, lầy điên đẹp ngay chất riêng bao xàm. Hay quá. Trời ơi, dì hát hay quá, biết hát luôn hả? Trời ơi, dì mê mà mê từ nhỏ hát được hết trơn hả? Dạ dạ. Ủa sao vậy, nãy giờ không ra đây hát? Đâu mê, nãy giờ mới nhào ra cái tuyết rơi quá đâu dám hát. Ủa? Hết rồi. Sao tuyết ngưng rơi rồi? Phải chăng giọng hát của dì đã thấm động lòng trời? Dì có cần hát một bài gọi nắng để thay đổi thời tiết không? Thôi, dạ cái tuồng nãy giờ rồi dì ơi. Thôi mình đi vô trong đi, ở ngoài đây lạnh quá dì. Ê, nó nghe nè. Cái trời mà đẹp nhất là lúc mà tuyết vừa mới rơi, chớm rơi á. Nhìn nó lãng mạn, nhìn dì cứ như cô bé mùa đông ấy. Vậy, bây giờ ở đây chơi cô bé mùa đông nha. Ok, chàng trai mùa hè. Vui tánh quá à. Ê, cho hỏi thăm tụi bay là nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ? Dạ không, con nghiệp dư, du học sinh thôi à. Dạ. Dạ, tụi con ở trong cái hội những người đam mê tuồng cổ. Dạ. Hôm nay con được anh Quân chủ nhà này nè. Rồi xong ảnh đài thọ tất cả mọi thứ, mời tụi con về đây diễn. Nè, ảnh may cho mấy bộ đồ nhóm mặc ở trong gì nè, đẹp lắm luôn á. Biết tại sao mà có cái buổi biểu diễn này không? Dạ không. Thì cũng phải nhân một cái dịp gì đặc biệt. Dịp đặc biệt quan trọng với cái gia đình này. Sinh nhật anh Quân hả? Đám dỗ ba nó. Ủa là sao đám dỗ? Là đám dỗ đó. Không phải. Mày nghe mày cũng mắc cười phải không? Tao biết. Nhưng mà biết sao cái này á, nó cũng có lý do. Biết sao tâm nguyện của ba nó? Dạ. Má nó hồi xưa là đào cải lương. Hả? Vậy cô nhà là nghệ sĩ hả? Đúng rồi. Tao nói mà hai vợ chồng giận nhau, ông chồng xách hai đứa con qua bên này ở. Ba ở mình, ba buồn ba chết. Rồi cái ha, rồi ổng buồn, ổng cũng muốn một lần về mà chưa kịp về chết luôn. Rồi cái bây giờ á, thằng anh nó phải bày ra mấy cái này nè, để kỷ niệm, cũng như là nhắc con em nó không có biết cái gì hết. À vậy hả? Nó dặn tao là không được nói với ai luôn á. Hai thằng bay giữ bí mật đi, lát tao cho ăn cơm. Vậy con nói nghe nè, ngoài mê thích hát gì đó, dì còn thích cái tuồng nào đặc trưng không? Trời ơi, mê lắm. Tao thích nhất là cái tuồng lá sầu riêng, thuộc hết luôn. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng? Xin dừng chân ghé quán em đây bán sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Chị, sầu riêng nhiêu ký? 35.000. À, rẻ vậy? Vậy thôi đi nha. Ơi, tao công nhận hai mày duyên dáng dễ sợ luôn. Bởi vì tao mới hiểu là tại sao tụi bay đóng vai quân sĩ không được lên tướng á. Dạ, vậy còn ngoài đó ra diện thích cái gì nữa không? Thích, cái gì cũng thích hết trơn á. Thích tại ngồi ở không mà coi Google, coi YouTube đồ đó, mê lắm. Dạ. Tuần nào nữa? Thì mau lên chùa. À, A Di Đà Phật. Con gái phụ ông, thầy mẹ tôi tôn kính một lòng. Tiên cung gạo, tôi lên chùa tiên cung A Di Đà Phật. Ê, trời ơi. Dạ. Con nãy là con đóng
tiết ứng ương hả? Dạ. Trời ơi, sao nãy mạnh mẽ giờ lỏng lẻ lỏng lét vậy? Đâu có, con mê tuồng, cái con lên YouTube này kia con coi á, con học theo. Rồi, bởi vì con nãy con làm gì sai á, thông cảm bỏ qua giùm con nha. Tao cũng không biết gì đâu, đừng thông cảm gì trơn. Dạ. Nè nè nè, anh tới con gì Phạn Lê Quê ra đây biểu coi. Dạ. 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 Ủa cái con hồi nãy đâu rồi? Dạ con nào? Cái con nãy mà mình chết á, chết á là phải mày không? Dạ con. Trời đất ơi. Trời ơi, hồi đó vậy á gì, lên sân khấu khác hay như vậy khác trời là gì? Ơi, đúng vậy thiệt á. Con hỏi gì nghe nè, chị còn thích cái tuần nào nữa gì nói con nghe với. Có, Tuần Lan và Điệp. Anh Điệp. Điệp ơi, mai lên giống Thành Đô nhà xe gực gờ. Xin anh đừng quên. Lê Nghĩa. Dạ. Tao không ngờ mày luôn á. Tới chung kết mà mày vẫn hát dở. Mày bị vậy? Vỡ trái tim. Trời đất ơi, ra hỏi thăm cái coi tụi bay nói là tụi bay trong cái nhóm gì, cái nhóm gì? Dạ, hội những người mê tuồng cổ. Dạ. Rồi sao? Tụi bay mê là tụi bay thích đúng không? Dạ. Sao hát gì kỳ vậy? Dạ, con nói gì nghe, thích và thể hiện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau gì nhé. Ủa làm sao? Có nghĩa là nhiều mình khi mình thích, mình thể hiện cái mình thích cho người ta, mà người ta nhiều khi người ta không có thích cái mình thể hiện. Làm sao nữa? Giống như con vậy nè, con rất là đam mê, con muốn mang lại tiếng cười cho mọi người. Hồi xưa con có tham gia một cuộc thi mang tên là Cười Xuyên Việt, nhưng sau khi con tham gia, người ta cho con cái danh hiệu là Khóc Xuyên Việt. Trời ơi, con không tin. Con không tin trưởng nhóm con nói được vậy luôn á. Trưởng nhóm mà nó muốn nói gì nó nói. Bởi vậy con nói gì nghe nè, tụi con cứ đam mê, cứ thể hiện, cứ hết lòng, cứ ý nghĩa, miệng lầy là được, lầy nhưng chất vải. Yeah. Bởi vậy con nói cho gì nghe, tụi con đam mê lắm. Con đi theo ông nội này mười mấy tuần rồi, chưa bao giờ con đóng được vai chính. Ê. Ê mày nín. Bản thân mày mày có vai chính rồi, đã vậy mày có nguyên một bộ sưu tập binh kỳ hường. Ê. Thôi đi, mấy người còn được đóng vai chính, còn tôi thì sao? Nguyên bộ sưu tập Thứ Chính Xuyên Việt. Còn tôi á thì sao? Quần chúng không thoại Xuyên Việt. Yeah. Trời ơi, cái gì em đang đi đấu tố tôi vậy trời? Tụi bay im hết đi. Còn có một người con gái đó, lỡ đóng vai chính có một lần mà bị chửi Xuyên Việt. Mình ơi, ai buồn sao câu, ai buồn sao câu, ai đau trong lòng, ai đau trong lòng, ai không quên là... Em không thể nào hiểu được anh luôn ấy. Em không hiểu cái chuyện gì. Tao không thích cái con này. Gì à? Cái gì? Anh hai à, anh nghĩ làm sao mà anh mời anh làm cái trò gì vậy? Nè, hồi xưa em rất là thích coi tuồng cổ cho nên anh mời tất cả mọi người đến đây để diễn cho em coi thôi chứ có cái gì đâu. No, anh lầy rồi. Anh lầy cái chỗ nào? Anh lầm rồi. Thì anh làm cái gì? Thế này nhá, ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày bây giờ á, nếu như mà anh mời á Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, maybe em sẽ vui hơn. Ê, cái con điên. Mày đám dỗ mày mời mấy người đó hát về ai chứng? Đám dỗ? Đúng rồi, anh hai à, gì à? Gì, mỗi lần mày kêu gì cái tôi thấy nó kỳ gì đâu luôn á. Now, ok, repeat after me. Gì? 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 Thôi dẹp mà đi. Trời ơi. Nhắc tới đám dỗ em mới nhớ này. Trời. Con không thực sự chẳng thế nào con hiểu được. Này nhá, con nói cho nghe nhá. Có một cái chuyện này nè. Đây. Đám ma thì khóc bù lu bù la ra đấy. Rồi một năm sau, chỉ cần một năm sau thôi là mọi người lại tụ lại ăn nhậu chúc mừng người đã khuất. Ăn nhậu chúc mừng cái gì? Người ta là tụ lại để mà tưởng nhớ về người đã mất và an ủi người đang sống. Ấy, anh hai làm sao thế? Đối với em á, khi mà em nhớ về người đã khuất, em chỉ cần một cành hoa hồng rồi đặt lên trên mộ là được rồi. Nè, tất cả những gì mà thuộc về mà giống như là thuần phong mỹ tục của nước mình nên không thể nào bác bỏ được đâu nha. Không phải muốn làm cái gì thì làm đâu. Ok, quan niệm của anh khác và quan niệm của em khác hả? Nè, anh thiệt tình được không hiểu nói là tại sao anh em mình lại có những cái suy nghĩ mà khác nhau như vậy nữa. Of course anh hai à, quá đơn giản như vậy mà anh không hiểu sao. Trời ơi, này nhá, về mặt cấu hình lẫn sinh lý thì anh em mình đã hoàn toàn khác nhau rồi. Thế cho nên về mặt suy nghĩ cũng phải khác nhau chứ, phải không? Hey, giống như cái chuyện là đấy,
anh thích để tóc ngắn, em thích tóc dài này, em thích mặc váy thì anh thích mặc quần, em thích con trai. Anh thích con gái. Đấy, thấy chưa, em thích cái Lady Gaga. Anh thích Lệ Thủy. Em thích Má Giàu. Anh thích Kim Tử Long. Em thích Chuồn Chuồn Giấy. Anh thích Ít Rồ. Anh thích Bắp Bà Lù. Em đã xây em ơi. Anh thích em. Tôi thích tam năng nha cha bụng màu và ăn những món ăn mà tôi thích. Thôi, đang căng thẳng mà nhảy hát gì? Dẹp dẹp dẹp. Cái gì vậy con? Anh thấy chưa, anh thấy chưa? Mỗi người một sở thích mà. Anh đồng ý với em là mỗi người một sở thích. Nhưng mà những gì thuộc về quê hương thì không ai mà không thích hết. Và sau đây, tiết mục khóc xuyên Việt xin được phép bắt đầu. Em thật sự... Thật sự cái gì? Anh thật sự không hiểu nổi em luôn á. Em thật sự chẳng thể nào hiểu được. Anh không hiểu nổi em. Em mới không hiểu anh được á. Anh không hiểu em thì có. Anh mới là khó em hiểu. Em không thể nào hiểu nổi hai đứa mày luôn á. Tại sao tụi bay có thể chịu nổi nó vậy? Thôi thôi được rồi, tụi bay là anh em với nhau mà không biết nhường nhịn nhau. Vô đây tao mài cho hai con dao lụa đi. Lấy vô đây. Ôi cha trả, cái da môn này căng thẳng quá. Có khi nào đao kiếm vô tình chém nhầm vào khuôn mặt xinh đẹp của ta không? Trời, không có tới mức vậy đâu. Đi về. Đi về cái gì? Ở lại ăn cơm, nãy gì có mời. Vậy thôi ở lại. Ê, sao tuyết rơi bất thường vậy bay? Giờ sao? Không biết nữa. Hả? Hả? Sao? Đâu? Tuyệt vời, em họ em Bình. Bệnh nó không nổi hả? Trời ơi, tội nghiệp quá trời luôn. Bây giờ tuyết rơi này mình chơi trò chơi đi. Chơi vậy? Ai bị tuyết đụng trúng người đó chết. Chơi cái gì mà ngu vậy? Ai mất chết rồi. Chật lắm. Thực chát em rau, Cái gì vậy? Tuyết nhìn đây, chân em rau. Mày chết rồi. Không sao, tao cứu mày cho đấy đấy. Chết rồi, tuyết nhìn lên chân em rồi. Không sao, tao cứu mày cho. Ê, vậy nó tự nhiên thay mình không có chết. Chờ cái em có tâm quá. Chết rồi. Em sống rồi. Bả niềm tin nhất luôn á. Ê, cái cửa này ấm quá nè. Cái gì? Đâu? Em đụng cho thử coi. Ôi, cái cửa này ấm quá nè. Ấm thiệt á. Hả? Đây là một ruộng lúa. Còn đây là đóa sen hồng. Một đóa sen hồng mọc trên một ruộng lúa hả dì? Con không nghe nói hả? Trong ruộng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Xin trân trọng giới thiệu với con, đây là ruộng lúa. Dễ. Thế Lệ. Dễ. Thích phải không? Con cảm thấy tuổi thơ con ù ập về trong mặt con đúng không? Ôi con ơi, ký ức ngày xưa con nhớ không? Giấc mơ trưa đó. Nhớ gì đâu? Làm gì có những cái này trong đầu con? Dì sao thế? Con này nó sao ấy? Con sao vậy? Dì đã bỏ hết bao nhiêu công sức để mà dì làm cái này cho con nè. Dì chỉ tay năm ngón, còn con là bỏ bao nhiêu công sức rồi con làm hết. Tao chỉ sao mày biết làm? Thì hai dì cháu cùng nhau làm ấy. Con có thích không Thảo? Trời ơi anh hai à, dì à, con chẳng thế nào hiểu được luôn ấy. Cái con này nó làm sao đâu ấy? Em bây giờ em không hiểu chuyện gì nữa. Em không hiểu cái chuyện gì nữa thì hả? Anh đã bỏ ra rất là nhiều công sức mới làm được căn phòng như thế này.
Anh nói cho em biết, tất cả như thế này là thuộc về quê hương, là thuộc về kỷ niệm của gia đình của mình. Anh còn tính là sau ngày giỗ này nè, cả nhà mình á đi về quê, đi thăm mộ của mẹ nữa. Không, em không có quyền nói không đâu. No. Anh nghĩ làm sao vậy anh hai? Em có quyền tự do của em mà, sao anh lại bắt em về như vậy được? Với lại anh bày ra những cái này để làm gì? Anh trồng những cái này để làm gì? Trồng hoa trồng gì không trồng, thế này anh nhìn đi. Trời ơi, những cái thứ này nó chẳng có ích lợi gì hết. Với lại ha, hồi sáng á, đông người quá em không thể nào nói anh được. Chứ anh mời những người đó về để làm gì? Ca hát nhảy múa gì mà trời ơi, em mới vừa nhìn thôi là em đã sợ lên rồi, không thể nào hiểu được. Mày nín đi. Mày nói cái gì không hiểu được hả? Mày nói cái gì? Ca hát nhảy múa cái gì? Mày có biết cái đó là cái nghề của má mày không? Còn mấy cái thứ mà mày là cỏ nó trồng để làm cái gì đó, nuôi sống cả dòng họ mày đó, tao cấm mày không được nói vậy nghe chưa? Dì làm cái gì thế? Thì con thấy những cái thứ đó con không hiểu nổi. Tình là xến xúa màu mè hoa lá hẹ. Hoa lá hẹ cái đầu mày á, tao nói cho mày biết. Bây giờ mày không biết, không biết thì người ta chỉ cho mày biết. Mày đừng có bỏ miệng ra mày lá không biết rồi mày chê bai. Dì làm gì mà dì lớn tiếng với con? Tao đánh mày còn được. Dì không có cái quyền đấy. Nhưng mà tao có. Tao nói cho mày biết, tao cấm mày hổ với gì như vậy. Hồi trước ba không có thời gian dạy mày, hôm nay tao dạy mày. Anh làm gì anh đánh tôi hả? Tao có quyền tao đánh mày. Tôi thích anh đấy. Bây giờ làm sao hả? Tao đánh mày. Tao gọi bắt anh luôn. Thôi. Tao không phải má mày, tao là dì của mày. Nhưng mà tao nuôi mày lớn, mày sai tao có quyền sửa. Anh mày mà mày kêu bô lít bắt. Còn cái thằng này mày ngu lắm, nó không thích thì thôi, có gì đâu mà ép nó. Thương là từ tâm, từ cái tâm mà ra. Đi vô trong, trời đánh tránh bữa ăn. Đi vô trong thắp nhang. Còn con này, bữa nay đám giỗ, một năm mới về một lần vô thắp nhang đi. Còn thích hay không thích là chuyện của mày, hiểu hay không hiểu tùy mày. Mọi người có thấy cái gì không? Không những thấy mà tôi còn ngửi được nữa. Hình như em ngửi được mùi bùn. Em ngửi được mùi đất. Mùi tre. Mùi cỏ. Mùi rơm. Con có cả mùi lúa mới. Mùi phân. Mấy gì vậy? Ê, nói nghe nè, mấy mốt nói chuyện phải bớt đúng chỗ nha. Trời ơi. Ê, ông lẽ nguyên đám mình nãy chơi lạnh quá chết hết rồi. Không chết rồi, chơi game cái kiểu chi trừ lên thiên đường cả lú. Trời ơi, ăn nói gì đâu xàm xàm. Nhiều khi cái này là anh Quân anh tự trồng rồi anh tự ăn á. Đúng rồi, thực phẩm giờ ô nhiễm quá, tự trồng tự ăn. Ê mọi người, cái rổ này ở quê em có nó, lâu lắm rồi mới thấy luôn á. Ê nói nghe nè, quốc mộc ở chỗ bà ngoại hay mang nè. Ồ, cái gáo dừa này quê em có đầy luôn. Ê, còn cái này mới đặc biệt nè. Quê ai cũng có hết á. Ê, vậy tính ra cái chỗ này giống như là cái phòng ký ức vậy đó ha. Phòng ký ức? Ủa là sao? Là nhớ quê á. Bao la bát ngát, dòng sông muôn con suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa mới. Rồi bây là lời câu hát ấy à. Mẹ dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, vì sao nô đùa bên đám bạn, nơi lính trẻ chơi trong tim.
ngồi bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mẹ đưa về ăn bữa cơm. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi ta rượu, đi sao đồ đồ nên đám bạn đây đi chè chơi trộm tiền. Thôi bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mẹ đưa về. Nè ép lại. Nhìn cái gì lại phụ đi nè. Tụi bay đang hoảng sợ đó hả? Dạ. Tụi bay đang sợ hãi đó hả? Dạ. Tụi bay đột nhập vào nhà người ta quậy tan tành rồi tụi bay sợ hãi. Gì 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 gì. Bớt nhăn nhó lại sẽ trẻ hơn. Mấy đứa ăn cơm nè. Ăn cơm. Ôi đồ ăn cơm hả? Trời ơi, ăn cơm đi. Con Thảo rồi, con Thảo ăn cơm. Trời ơi cơm nóng hả? Thảo. Cơm. Mày động đậy, mày toàn tiếc động. Đi ra đây. Thảo. Ra đây nè. Không có dễ giàu gì ở một cái nơi xa lạ mày gặp được đồng hương như vậy. Chị Thảo, qua ăn cơm với tụi em đi, cơm nóng ngon. Thảo, Thảo, qua ăn cơm mẹ. Rồi nó nghe nè, giảng ra, ăn ăn gì mà khổ vậy. Nè, xích ra, nè tao nói nè. Không có dễ giàu gì mà có được bữa cơm Việt Nam đâu nha, cơm mắm đó. Trời mắm. Ơi, trời ơi, mắm. Khó khăn lắm đó, tao ship từ Việt Nam qua đây mà 5 lần không được, tao quyết định tao tự làm. Ăn thử đi, dạ, có màu chứ không có mùi. Vậy. Không, một tay gì làm có màu có mùi hết, ăn đi. Dạ. Dạ, con mời ba, mời chị hai ăn cơm. Em mời cả nhà ăn cơm. Dạ, đúng rồi. Mày đến đây. Mày mời không biết chừng nào tao được ăn à? Dạ. Mày không nghe tao mới là nữa hả? Không, con muốn hỏi là gạo ở đâu á mà thơm mùi quê hương để họ luôn á. Mẻ lúa đầu tiên, một tay gì gặt. Dì ơi. À, một tay nó gặt. Trời ơi, ông Mỹ mà cũng trồng lúa hả vậy? Trời ơi, ở đâu cũng trồng được lúa hết, miễn có tâm là được, có tài, có đức, mặc sức mà ăn. Dì ơi, dì, dì. Dì, dì, ừ, tao nói mày á. ăn đi mấy đứa, ăn đi, dạ. Ăn đi. Ngon quá. Ê, Dẹo, bé Dẹo, ăn đi mắc gì ngồi thẫn người ra nè. Dạ, tại nhớ. Nhớ gì? Nhìn lúa cái tự nhiên nhớ quê à. Con nhớ làng. Con nhớ mấy đàn nghẻ nhà con á. À. Nhớ mấy con đường nữa. Con nhớ mẹ. Mấy con quỷ sứ. Đi học thì bây giờ nhớ thì về, về thăm mà đi học tiếp với mắc gì mà người nhớ nhớ gì. Cái gì không? Dạ. Thì giờ con trai. Đâu có. Đâu có dễ đâu. Mỗi lần muốn về á là mỗi lần khó à. Với lại á, con ở bên nước ngày nè, cái con tự làm, con đủ tiền con gửi về cho ba má không á. Trời ơi, vậy tính ra mấy bạn rồi xuống hơn mình có người để gửi tiền về. Chứ giờ mình ví dụ có tiền cũng biết gửi về cho ai nữa. Trời ơi, cái làm sao? Còn ai đâu gửi gì. Ba mẹ con chết hết rồi. Mấy quỷ dịch vật. Tao ngủ ăn cơm cho vui. Ngủ tụi bay vô trù tao vậy đó. Tao nhớ nhà. Dì ơi. Ê. Con nhớ em gái không quá. Dì ơi. Vô ghiêng nhỏ ngồi đó mà nhớ nhớ gì. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Làm dạ. Ơn rồi Vương, ăn cơm đi nè. Nhìn gì già anh chị chắc ở đây lâu rồi ha. Cái gì? Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con yêu yêu chưa hè, mùa lụt nương lũ bán cá giữa đường.
những câu chuyện cô mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Em xin lỗi anh ơi. Phần trình diễn rất nhiệt tình của vũ đoàn ABC đã hỗ trợ cho Buffalo. Và quý vị cũng đã thấy các thành viên của nhóm kịch đời cũng không kềm được cảm xúc của mình và lên sân khấu để chia sẻ những tình cảm dành cho Buffalo. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Kính thưa quý vị, ở đêm thi cuối cùng ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được phép khẳng định rằng Buffalo chính là một trong những niềm tự hào của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Bởi vì đây chính là những người nghệ sĩ rất trẻ, đầy nhiệt huyết, đam mê và rất văn minh trong lối diễn cũng như đường dây kịch bản của mình. Và họ đã mang lại rất nhiều thông điệp, đặc biệt là với chủ đề tình yêu rất bao la rộng lớn ngày hôm nay. Họ đã một lần nữa khẳng định được sức mạnh và năng lượng của Buffalo. Buffalo, tôi xin tặng các bạn một chữ thôi, giỏi. Các bạn giỏi từ cái kịch bản, từ cái diễn xuất của từng bạn. Các bạn giỏi từ cái xử lý sân khấu, xử lý không gian, thời gian, xử lý âm nhạc, xử lý trang phục của từng bạn. Một câu chuyện rất chặt chẽ và rất nhân văn. Các bạn nói lên một cái điều rất đúng, có nghĩa là những ai đi xa đều hướng về quê hương và cuối cùng cũng trở về quê hương. Và nhất là chúng ta, những người nghệ sĩ,
Các bạn thấy các cô, các chú, các anh, các chị dù đi mấy chục năm nhưng cuối cùng quê hương vẫn là nhà. Và quê hương vẫn ôm họ vào lòng. Buffalo và Isbro đã làm cho loạn não ban giám khảo và ban bình luận. Chắc chắn là như vậy. Chúc mừng các bạn. Đêm nay là cái đêm trong tâm chúng tôi không muốn chút nào. Khi phải là phân định ai hay hơn ai, hai nhóm đều cống hiến hết sức mình. Cái tiểu phẩm của Buffalo, cảm xúc các bạn dẫn chúng tôi đến tột cùng. Các bạn lay động trái tim ở chỗ có rất nhiều những người đang sống ở nước ngoài. Người ta đang cố gắng từng ngày để giữ cho một đứa trẻ được sinh ra đừng quên tiếng Việt. Cái người gì nè đã nhen nhen đến mức mà khi đứa con gái nó quỳ xuống trước cái bàn thờ là quả tình là chúng tôi chịu không nổi luôn. Còn về cái mạch mà chúng tôi nói là cách dàn dựng của các bạn quá tuyệt vời, là một lời khen vô cùng đối với người trong nghề. Và tôi xin như thế này, các bạn hãy giữ lửa này, nó sẽ đi suốt với các bạn trong cuộc đời làm nghề này. Và Buffalo tuyệt vời. Xin cảm ơn tình cảm của nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân rất nhiều ạ. Các bạn đặt chúng tôi vô một cái bàn cân mà chúng tôi không cân được. Bây giờ biểu tôi sẽ chọn ai rất khó, vô cùng khó. Các bạn làm cho tôi bất ngờ vô cùng. Cái sự chín chắn, cái thành công của các bạn trong diễn xuất và lại làm cho tôi vỡ òa. Bởi vì tôi, xin lỗi, tôi là một diễn viên và tôi cũng là một đạo diễn. Tôi thấy các bạn chắc từng câu thoại, các bạn diễn như không diễn. Về đạo diễn, xử lý về chuyển cảnh quá giỏi. Là một cái bàn tay đặt vào trong cánh cửa biểu, ô, cái cửa này ấm quá. Trong lúc đó trời đang đổ tuyết, các bạn mở ra, rồi tôi thấy đồng lúa. Ôi, cái cánh cửa quê hương, cánh cửa, cái con tim của chúng ta hướng về quê hương mình. Các bạn quá giỏi. Thanh Minh Nhế nói là tặng một chữ giỏi, nhưng tôi phải chặn tới hai chữ là xuất sắc. Chắc chắn những lời khen vừa rồi của thầy cô chính là niềm tự hào của Buffalo. Không biết là ban bình luận ngày hôm nay có soi được điểm nào không ạ? Thật sự kịch bản này là một cái thứ rất quen, nhưng các bạn kể lại một cách rất mới, rất văn minh, rất Buffalo. Và chỉ có hai từ thư dành cho các bạn thôi: cực đã. Bây giờ em tin chắc rằng là trong lòng tất cả quý vị khán giả, mỗi người đã có một quán quân cho bản thân mình rồi, đúng không ạ? Và bây giờ họ không đứng trên đây họ diễn vì cái cúp quán quân nữa, mà họ diễn cho tất cả quý vị khán giả ạ. Mục đích là gì? Mang lại những giá trị nhân văn cho tất cả mọi người. Isbro họ có một phong cách riêng, Buffalo của chúng ta cũng có một cái phong cách riêng, không có một phong cách nào trùng lẫn với nhau hết. Ai cũng có một cái vị trí riêng của mình. Và chính bây giờ tất cả mọi anh chị đang trình diễn một buổi gala mang đến cho khán giả, chứ không còn thi thố gì nữa hết. Em hy vọng chương trình mà có hai cái cúp quán quân, em muốn nói vậy thôi. Dạ. Buổi diễn ngày hôm nay nó là từ trái tim, mà đã là trái tim mà nó đã xuất phát ra thì Hiếu cảm nhận được, khán giả cảm nhận được và tất cả những người xung quanh cảm nhận được. Hiếu cười có chứ, Hiếu khóc có. Và Hiếu cảm ơn Buffalo đã cho Hiếu biết yêu thương quê hương hơn, biết yêu thương cái nơi mà chôn rau cắt rốn của Hiếu. Giống như cái thông điệp của Buffalo đang muốn nhắn gửi, đó là hãy gìn giữ văn hóa và quê hương dân tộc của Việt Nam. Xin cảm ơn Hiếu Nguyễn rất nhiều. Như những lời khen và những sự phân tích của ban giám khảo và ban bình luận, chúng ta có thể thấy được rằng Buffalo đã chững chạc và trưởng thành, tiến bộ hơn rất nhiều so với những vòng thi đầu tiên. Và tôi tin chắc chắn rằng ở tương lai rất gần đây, nhạc kịch kết hợp cùng chung với hài kịch sẽ phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam, và những người nghệ sĩ tiêu biểu đó chính là Buffalo. Và kính thưa quý vị, mỗi vị giám khảo và mỗi vị bình luận viên đều có những lựa chọn của mình và rất hồi hộp để chờ đón xem ai sẽ đạt ngôi quán quân của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội mùa đầu tiên. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng giải tỏa bầu không khí căng thẳng này bởi vài hình ảnh nữa. Báo cho ban quản lý chợ, để ban quản lý chợ báo cho giám đốc chợ, để giám đốc chợ báo cho chủ tịch chợ, để chủ tịch chợ báo ngược về cho bát tám, để bát tám vận động bà con lại an ủi và chia buồn với người bị móc túi. Lưu ý, chỉ báo giờ hành chánh, đừng báo giờ khác mà hành sát nhân viên. Thứ bảy, chủ nhật, lễ nghỉ, ngày rằm ăn chay. Xin cảm ơn. Chúc quý bà con cho một ngày đi chợ đúng giá.
Mọi người ơi, yes số đi. Khổ cũng phải nên mua vé số, ra đường ra phố là sẽ thấy bán vé số. Nếu trúng là trời cho mà không trúng là trò chơi, trời cho trò chơi, trời cho trò chơi, trời cho trò chơi, chơi chơi chơi, oh yeah vé số. Nè mấy cưng, nè mấy cưng, đi bán chỗ khác đi, tuổi ra đi bán đi, còn chỗ này là của chị trù. Yes số đi, yes số đi. Ý chị gái, mua giùm em tờ giấy số đi chị. Không mua hả? Ý anh chàng trai, anh bán rau, mua giùm em tờ giấy số đi. Sao mai mua hết vậy trời? Ý anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai, mua giùm em tờ giấy số cầu mai đi anh đẹp trai. Không mua. Mua giùm em một tờ giấy số đi mà. Không thích ăn thua. Anh năn nỉ anh luôn á, mua giùm em tờ giấy số đi. Em nói xong mua ơi, trời cái gì vậy? Sao lụa lên bờ? Quỷ hà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Anh em nói nghe nè, mua giùm em tờ giấy số đi. Giấy số nhiêu tờ? Dạ, số em chỉ có 10.000, mua giùm một vé 10.000 đi anh. 10.000 một vé đó anh, mua tờ giấy số biết đâu làm giàu. Mắc quá em ơi. Mắc hả? Anh đẹp trai, em bớt cho anh nha. Bớt nhiêu? Số em chỉ có 5.000, mua giùm một vé 5.000 đi anh. Vẫn còn mắc em ơi. Vẫn còn mắc hả? Ừ. Được rồi, tại vì anh đẹp trai, em chơi khô máu với anh luôn. Số em khuyến mãi tuyệt vời, cho nè cứ lấy khỏi tiền nha anh. Trời. Ơi, em không lấy tiền rồi làm sao em sống? Làm sao em sống hả? Ừ. Ba má nuôi. Ba má làm gì mà nuôi? Ba má mở đại lý bán vé số á. Trời trời, bán đại lý vé số giàu thiệt giàu. Rồi đi bán vé số làm chi? Bán vé số cho ba má thấy mình cơ cực. Ba má nuôi mà số xui, ba má không nuôi nên cuộc đời em vẫn còn cơ cực. Tội nghiệp quá à. Dạ em tội nghiệp lắm anh, mua giùm em một tờ vé số. Anh mua cho em một tờ mà hôm nay có đại gì nè? Dạ hôm nay thứ sáu em có ba đài, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương. Anh muốn mua đài nào? Vũng Tàu. Dạ hôm nay thứ sáu em có ba đài, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương. Anh muốn mua đài nào? Vũng Tàu. 250. Chi vậy? Bắt xe giường nằm xuống Vũng Tàu mua. Con bé thiệt là đáo để à. Quỷ hà. Nhưng mà số anh xui, vậy anh mua số mấy? Số xui hả? Số xui khỏi mua. Sao vậy? Xui quá, mua chi? Số anh hên. Số hên hả? Hên khỏi mua. Sao vậy? Hên quá, mua làm gì? Số anh bình thường. Số anh bình thường hả? Ừ. Bình thường khỏi mua. Sao vậy? Không thích bán những người quá bình thường. Trời ơi. Trời. Con bé thiệt là đáo để à. Quỷ hà. Nói chuyện anh khát nước cũng chết mà không bán được tờ nào hết. Chị Năm, cho chai nước xăm. À đợi tí có liền. Dạ. Trời ơi, em kêu nước mà có dần vậy luôn á hả? Trời ơi, em là cô gái kêu nước dần nhất khu chợ này đó. Ê, vậy chị em kêu đồ ăn sao? Đồ ăn hả? Ừ. Dễ ẹt. Ý, chú Út, trái bịch, trứng cút. Trời. Ok. Anh Bảy, cho cái giò, cháo quầy. Hay quá à. Kêu cái món này hot nhất hiện nay luôn nè. Món gì vậy em? Ok, chị đang nhai, cho tô mì cay cấp độ 12. Trời. Nhưng mà em còn kêu cái thứ gì khác được nữa không? Trời ơi, anh thích lắm hả? Thích. Thích thì em kêu hết cái chợ cho anh luôn. Kêu cho anh nghe đi. Kêu nha. Ừ. Để em kiếm coi. Ý, anh mặc rộ, cho cái áo thun ba lộ. Hay quá, vậy mày hay nè. Vậy mày hay. Tiếp luôn em. Tiếp luôn. À, chị đang xăm chân mày, cho em cái quần dài. Trời ơi, tiếp luôn, hay quá. Tiếp luôn. Ok, anh tin tưởng, cho em cái quần lần. Trời ơi. Kêu cái này mới xuất sắc nè. Em kêu món gì vậy? Kêu xuất sắc lắm luôn. Em kêu cho anh nghe đi. Nè, để kiếm. Kiếm. Ok. Đâu, anh đang quỳ, cho em cái quần. Ê. Cái quần gì? Cái quần sọn. Thiệt là đáo để à. Anh lừa em. Anh vui quá.
quá trời luôn á. Nãy giờ em làm anh vui lắm. Vui mua giùm ta đi. Anh vui quá anh không mua đâu. Bà chủ ghi sổ. Ghi sổ hoài. Trời, con quỷ, con quỷ. Mày nói nãy giờ làm tao khô nước miếng mà mày không mua cho tao. Tao nói cho mày biết nha, tao á không phải là con bóng dạng dừa đâu. Tao là loài bóng trụ đó. Là sao? Là trụ cột của những loài bóng. Bà là con bóng ăn hại. Trời, con quỷ, con quỷ. Mày dám nhái chị. Chị nói cho mày biết nha, chị trù cho mày trời chu đất diệt. Quỷ hả? Trời, sao nói chuyện nãy giờ mà không có nước xăm vậy? Chị Năm, cho em một chai nước xăm. Rồi, chửi quá hà. Nè, ê, nước xăm nè. Cái gì vậy bà nội? Con cắm con gì nó quậy, nó đạp dữ lắm. Nó đạp hả? Nó đạp hả? Đạp thì qua đây đi. Sao vậy? Tự nhiên à, tôi biết tương lai con bà làm gì luôn nè. Ủa làm gì? Cầu thủ đá bóng. Ủa làm sao? Nãy giờ nó đá vô mặt tôi không mà má. Ê. Thôi nha, mệt quá. Trả tiền tao chai nước xăm đi, 8 ngàn. Cái gì? Chai nước xăm này 8 ngàn? Ừ. Em muốn mua nửa chai. Chị bán một chai, không có bán nửa chai. Nhưng mà em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Ủa sao bán nửa chai? Em có cách làm cho thành nửa chai. Làm sao? Anh em nửa chai. Nửa chai. Ờ. Bán em nửa chai. Bán mày nửa chai. 4 ngàn. Cái gì kỳ vậy? Mày uống hết một chai nước xăm mà trả tao có 4 ngàn. Em uống hết một chai nước xăm hồi nào? Nãy giờ em uống có nửa chai. Ủa là sao tao không hiểu? Không hiểu hả? Lấy thêm một chai nước xăm nữa, em ví dụ cho chị hiểu. Nè, nè, một chai nước xăm 8 ngàn. Em muốn mua nửa chai. Chị bán một chai, không bán nửa chai. Em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Ủa làm sao nửa chai? Em có cách. À, nửa chai. Bán em nửa chai. Bán mày nửa chai. Nửa chai 4 ngàn. 4 ngàn. Cái gì kỳ vậy? Mày uống hết 2 chai mà mày trả tao có 4 ngàn. Nè 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 nè, chị đừng có nói vậy nha. Nãy giờ mọi người ở đây làm chứng cho em. Nãy giờ em mua có nửa chai 4 ngàn. Em muốn nãy giờ có nửa chai. Trời ơi, đất ơi. Bây giờ làm sao? Mày hãy đợi đây. Chồng ơi. Chuyện gì? Thằng này uống nước của em. Tiền không được. Hồi nào mà con trả rồi? Trả hồi nào? Bình tĩnh đi, để anh giải quyết liền. Giải quyết đi mệt. Chào tráng sĩ. Sao vậy? Sao tự nhiên kêu người ta là tráng sĩ vậy? Xin lỗi chị. Em mà con chưa đẻ sao muốn bà vú về sớm vậy? Trời ơi, bà vú hồi nào cái thằng quỷ này nè, nó uống 2 chai nước xăm mà trả em có 4 ngàn. Dám uống quỵt của gia đình mình. Ừ. Em chờ đó đi, anh qua anh chơi nó khô máu luôn. Chơi nó khô máu đi nè mà. Tao nói anh đánh nó không được. Sao vậy? Nhìn sơn môi nhớ ngoại anh xưa nhai chầu quá. Trời ơi, mình ơi, thức tỉnh đi. Em tin mình, con tin mình, nó không phải bà ngoại của mình. Em yên tâm, lần này anh hứa với em, anh qua anh chơi nó khô máu luôn. Xuất đi mệt. Nè. Càng ngày càng giống bà ngoại. Giờ làm sao? Ai có cách rồi? Yêu nghiệt hiện nguyên hình. Gì vậy? Kính chiếu yêu. Chiêu. Nè bà vú, tại sao lại đây uống quỵt của gia đình tôi? Nãy giờ em uống quỵt hồi nào? Em mua nửa chai, em trả tiền đàng hoàng. Nửa chai 4 ngàn. Là sao? Giải thích cho tôi nghe. À, đừng, đừng, đừng. Mình ơi, đừng nghe nó giải thích. Nãy giờ em nghe em rối dữ lắm. Em cứ bình tĩnh với con mình được làm thủ lĩnh nha em. Trời hay quá mình ơi. Ở đây tôi là người bình tĩnh nhất, cậu giải thích cho tôi nghe. Muốn giải thích đúng không? Cho em mượn một chai nước xăm đi, em giải thích cho anh hiểu. Nè nước xăm. Đây, một chai nước xăm 8 ngàn. Chai nước xăm này 8 ngàn. Ờ. Em muốn mua nửa chai. Xin lỗi cậu, ở đây bán một chai chứ không bán nửa chai. Nhưng mà em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Làm sao cho nó thành nửa chai? Em có cách làm thành nửa chai. Đâu? Uống giùm đi. Sao vậy? Bây giờ uống nhiều quá uống nổi.
Rồi nửa chai. Nửa chai à. Bán em nửa chai. Đây 4.000. Có gì đâu mà rối. Anh thấy rất là bình thường, không có gì rối hết. Trời đất ơi, hồi nãy em cũng như mình vậy đó. Sao mà mình ngu quá vậy mình. Rồi hết 3 chai nước sao mà chặt hơn 4.000. 4.000 đúng rồi, có đâu rối. Trời em giận quá. Em nóng quá, nó quên tiền của mình đó. Em cứ bình tĩnh. Bây giờ có chịu trả tiền không? Làm gì mà hung dữ quá vậy? Bây giờ không có tiền, có vé số được không? Bây giờ gia hạn mày từ đây đến 4 giờ chiều mà mày không bán hết cọc này trả tiền cho hai vợ chồng tao là tao xúc mày luôn, biết chưa? Trời ơi, tự nhiên xúc em vậy? Ê, đi đi mày! Bóng băng hại của mà. Sao vậy? Sao ai cũng kiểu em là bóng băng hại hết vậy? Em băng hại hồi nào? Cướp! 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 Ơi! Cướp! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Cướp! Trời ơi! Cướp! Kìa! Cướp! Cướp! Chạy đây em anh! Cướp! Bắt cướp đây! Quay! Trời ơi! Bà điên! Bà điên! Bà bầu bị điên! Bà bầu mà đi bắt ăn cướp! Đi bán vé số tiếp! Vé số đi! Vé số! Anh mua giùm em tỷ số đi anh! Chị! Mua giùm em tỷ số đi chị! Vé số! Ây da! Ây da! Cái gì vậy? Trời ơi, gặp trai đẹp. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Bây giờ muốn biết làm sao chỉ tôi là coi chỗ này liền đi. Ok. Biết đường không? Dạ, biết. Chỉ tôi. Không chỉ. Sao vậy? Làm giá. Bây giờ làm sao mới chỉ? Hung cái đi chị. Chị! Ở đường này ra tới ngã tư. Rồi. Ngã tư quẹo phải gặp công an liền. Như vậy thì rất là phiền. Quẹo qua bên trái chính quyền kế bên. Cuộc đời muốn hết bấp bên, mua tờ giấy số là hên liền à. Bởi vậy anh chớ la cà, đi đâu cũng vậy, về nhà với em. Mày, bây giờ mua một tờ là chỉ liền đúng không? Dạ. Bán một tờ giấy số. Nếu mua một vé em sẽ giúp anh. Thích đi hướng kia hoặc đi lối này. Đi từ trong này ra tới ngoài kia, cứ thế anh đi từ sáng tới chiều. Mày chỉ vậy sao đi? Thì anh mua một tờ, em chỉ đại khái thôi. Anh mua 2 tờ đi, em chỉ chi tiết cho. Rồi, 2 tờ. 2 tờ đúng không? Ừ. Nếu mua 2 vé thì sẽ tốt hơn. Ừ. Bước qua cái mương, vượt qua cái rào. Rồi. Đi từ trong ảo ra tới bồn minh, cứ thế anh đi từ sáng tới chiều. Mày điên hả? Tao mua mày 2 tờ mày cũng chỉ y chang vậy là sao? Nếu mua 3 vé thì xuất sắc luôn. Ừ. Xuống hỏi chiều quanh hoặc hỏi má giàu. Không thì Quỳnh Lập qua tới Diệp Tiên, hỏi tới hỏi lui từ sáng tới chiều. Mày điên rồi. Tao mua mày 3 tờ vé số, mày bắt tao hỏi hết người này tới người kia là sao? Tại vì em không biết đường. Không biết đường bắt tao đứng đây làm gì? Tại thấy anh đẹp trai muốn nói chuyện làm quen. Tao lao, tao tự kiếm đường. Anh ơi, anh đừng đi. Anh đừng đi, có thể sẽ mãi mãi mất anh. Xin anh đừng đi, đừng xóa bao yêu thương cả trong anh. Anh phải đi, sẽ có trong tương lai, chờ anh một ngày trở về bên nhau như thuở ban đầu. Tào lao! Anh ơi, anh đừng đi. Là con ơi, anh đừng đi. Anh cướp đâu ngoài kìa bà con ơi. Hả cướp? Ban quản lý chợ xin thông báo, hiện nay đối tượng móc túi đã bị bắt bởi bé bóng chủ. Vì vậy không cần báo cho bác Tám bảo vệ vì bác vừa nghỉ hưu. Xin bà con tuyên dương và trao phần thưởng người tốt việc tốt cho bé bóng chủ. Xin cảm ơn. Em là cái bóng có ích cho xã hội. Em là loài bóng trụ, là trụ cột của những loài bóng. Đúng là chuyện tào lao trong cái chợ từ lứa. Nói chung là em cảm thấy anh Tú hôm nay rất là dễ thương, dễ thương, đáng yêu một cách khủng khiếp.
Nó nhào lên hôn một cái. Lên nhận chị em đi. Cái gì nữa, cái hình tượng soái ca của anh Tú bây giờ là nó không còn, nó sụp đổ hết tất cả hoàn toàn rồi. Đó, bây giờ lên nhận chị em đi. Tú chủ động chọn cái hình tượng một cái nhân vật rất là kinh điển của chú Nhật Cường. Chú Nhật Cường đã thể hiện một cái vai này rất là thành công rồi. Cho nên là bạn Tú muốn một lần được thử sức sử dụng cái chất liệu thôi, nhưng mà mình tạo ra một cái hình khác, một cái cách thể hiện khác. Chị cảm thấy là Tú hôm nay duyên dáng. Tức là sao? Câu chuyện của em lại là câu chuyện vô thưởng vô phạt mà vẫn bắt gặp nhan nhản hàng ngày trong cuộc sống này. Hôm nay bản thân chị nhìn nhận là Tú làm rất tốt, đúng không quý vị ạ? À? Em đã chọn cái nhân vật khác những nhân vật trước đây để em lột xác. Thì thật sự đây là một cái hình tượng khó mà dễ, dễ mà khó. Một cái lột xác rất là ngoạn mục của em. Chị ghi nhận một cái điều là em vẫn giữ được phong độ. Chị dù sao thì cũng rất là chúc mừng và mong là nếu mà dòng tới em xuất hiện nữa thì mong em suy nghĩ nữa, tìm nữa, độc chiêu hơn nữa để đừng phụ lòng chị Kiều Oanh đã từng ái mộ tài sắc của em. Yeah. Chúc mừng sinh nhật bé Tuyền. Con bây giờ á con ơi, con nhắm mắt lại con thổi nến rồi con ước đi nha. Đúng rồi bé Tuyền, em ước đi, em ước cho ba em trúng số để đừng có đặt xích lô nữa. Đúng rồi đó con, cho ba con trúng số đi để cha con chú được nhờ. Đấy. Nó nghe nè. Hả? Gì? Bây giờ á nếu mà tôi có điều ước á nha, là tôi chỉ ước sao á tôi làm thật là nhiều như công việc, tôi có tiền sau đó tôi đi chữa mắt cho con gái của tôi. Tôi nói giỡn ông thôi. Vậy thôi chứ làm gì có. Ê Tuyền ơi Tuyền, con ước xong rồi phải không? Bây giờ là tới tiết mục văn nghệ đặc sắc lắm luôn. Bây giờ là tiết mục mà ba đã đầu tư tiền bạc thuê một nhóm nhạc Hàn Quốc sớm mình biểu diễn cho con xem. Và bây giờ là nhóm nhạc Go S. Ôi vậy hả? Thôi! Sao vậy? Sao hết nhạc rồi sao mà giật hoài vậy? Điện là chị giật rồi. Trời ơi, ba ơi, cứu ba. Trời đất ơi, nó bị điện giật, lấy cái sắt chọt lên sao được? Đây để chú lấy ra cho hai cha con được. Chú Mười, cảm ơn anh Vũ đã hy sinh giả gái để làm cho con vui. Vậy hả? Ba, con nói ba nghe nè, mấy tiết mục này á là con thích lắm. Nhưng mà thần tượng của con á là người khác. Thần tượng của con là người khác là ai nè? Thần tượng của con á là nhóm kịch X-Roll. Nhóm X-Roll. Ê, chúng ba fan luôn đi nè. Con gái, có nghĩa là con thích mấy anh trong nhóm X-Roll lắm hả? Dạ. Ba, mà con có một ước mơ nha. Con ước mơ là được gặp mấy ảnh diễn ở ngoài đời á. Để sau này á, thí dụ mà cuộc phẫu thuật mắt của con không thành công á, thì được một lần như vậy con cũng vui rồi. Không được, con không được nói vậy hay không? Rồi sau này cuộc phẫu thuật mắt của con sẽ thành công mà. Lúc đó mắt con sẽ sáng lên. Không chỉ con nhìn thần tượng mong một lần nha, mà nhìn cả trăm, cả vạn, cả tỷ lần luôn, con hiểu không? Dạ. Nè, mấy anh ít rồi diễn ở đâu vậy? Sân khấu kịch ít rồi. Vậy giờ con muốn đi coi kịch ít rồi lắm hả con? Dạ. Bây giờ mấy ảnh diễn ở đâu vậy? Coi có tiền đủ không mà đi. Có tiền đối với tôi tiền là bình thường nha. Trời đó đừng có khi dễ tôi nha. Mặc dù đạp xích lô mà tiền đối với tôi là không thiếu nha. Bây giờ nè bao nhiêu vé? 120. 4 người nhiêu? 408. Không có sao, đối với tôi không có tiền thiếu. Thiếu 400. Thôi được rồi, bây giờ gì bây giờ mình còn mấy tiếng nữa mấy anh diễn. Bây giờ là mới có 7 giờ, còn 1 tiếng nữa mới tới. Còn 1 tiếng nữa tới hả? Thôi được rồi, tôi sẽ tranh thủ một tiếng đó, chạy vài cuốc rồi kiếm tiền rồi mua vé ra cho mọi người đi xem ha. Dọn ra nè. Đợi từ, đợi ba chút xíu nha con. Đây, con gái lên xe đi con.
Lên xe đi con. Rồi, sẽ chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Mình sẽ lên đường đi xem kịch It's So. Hey. Đi vô cửa xe. Dạ. Đặt con gái xuống, con gái xuống đây. Từ từ thôi con. À bây giờ á nha, con chịu khó vô trong á chú Mười. Đợi ba chút xíu nha. Mình làm ba có tiền này kia rồi mua vé vô coi ha. Dạ. Ba đi cẩn thận nha ba. Ba đi cẩn thận. Cứ yên tâm đi. Tôi coi nó như con cháu trong nhà vậy đó. Ờ vậy ha đi. Không bao giờ tôi bỏ nó đâu. Anh Dương Cường kìa. Dương Cường chụp hình ảnh đi. Thôi kệ hai cha con, thôi đi con. Thôi để ba dắt con vô nha, ngoan ngoãn nha. Nè coi con của tôi giùm nha. Ba đi về sớm nha ba. Rồi được rồi, yên tâm đi, đợi ba nha. Đứng lại. Cúi đó, đứng lại cho bà chém tôi hả? Đứng lại cho. Cúi đó, rồi. Sói sói đậu, sói đậu. Ôi, ông kia, mày xong là chồng à? Sao để cho vợ mình bầu bì mà vác dao chém ông hả? Còn ba nữa, bầu bì ở nhà dưỡng thai đi, ra đây làm gì? Chém bà ông đó. Suốt ngày cứ nhậu nhẹt, không lo chăm sóc cho tôi. Tôi nói cho ông biết nhà tôi sắp đẻ rồi đó. Đẻ gì mới 8 tháng đẻ trời. Ai đó ông, ngày hôm nay là 9 tháng 9 ngày rồi đó. Ông mà không tin ông hỏi ông đi. Đúng rồi đó, vợ tôi biết mà. Lên tội ơi. Rồi bây giờ Cà ca cái gì? Biết 9 tháng 9 ngày luôn hả? Tao bay lên lỡ miệng thôi. Mày ngoại tình với mày. Không có nha. Ông trai mày luôn á. Ê đừng có giỡn, đừng có giỡn tao nha. Đừng có giỡn nha, đừng có giỡn cái này nha. Ê đừng có giỡn nha. Đừng có giỡn nha, đừng có giỡn mà. Đi ngay cho thằng chết. Không phải đâu, ông hiểu lầm. Ông xỉn rồi kìa bà ơi. Anh nói ông tiến đi. Cháu cháu. Cái gì? Đẻ. Nó đẻ. Nó đẻ. Đẻ đi, hỏi tôi chi. Đưa lên bệnh viện. Đỡ đi. Lên. Lên nhanh. Từ từ với bà. Chưa. Rồi. Chưa. Đau quá. Chạy thôi. Rồi, ráng đi. Chú ơi, chú chạy nhanh đi, chú ơi, đau quá. Anh thông cảm đi, lần này tôi chở tới 4 người, sao phải chở 3 người đâu. Ở đâu ra 4 người? Chứ con mày không tính hả? Đúng rồi, mày có xứng đáng làm cha đó. Đúng rồi, mày có xứng đáng, tao mới xứng đáng nè ha. Cảm ơn cha. Suốt ngày đâu lấy vợ tôi hoài vậy? Bà bậy lên lỡ miệng đó mà. Trời ơi, lỡ miệng thôi, leo lên đi, đã quá. Leo lên hả? Yên tâm đi. Yên tâm, có con đi rồi. Ông nội. Lấy vợ tôi hoài vậy? Ủa vậy hả? Không phải hả? Đau quá. Leo lên đi. Rồi, bà chạy đi nha. Leo lên. Rồi, yên tâm nè, bầu bì để tôi lo, không sao hết. Ủa cái nè. Trời ơi, vợ tôi đẻ. Đau quá nè. Leo lên. Rồi chưa? Rồi. Chạy thôi nè. Ê. Sao dừng vậy? Từ từ thôi. Từ. Mà nó dính xe đau quá nè. Đang lên con. Xí, dắt vào ngoài đường cái. Sống như thế nào? Neo đơn. À vậy hả? Sức khỏe mà ra sao? Khỏe. À, dễ thương quá ha. Cho xin số điện thoại nha. Chi vậy? Mày định cua tao hả? Không phải. Cái tay kế bên của ông hàng xóm dễ thương đẹp trai lắm. 0909911. Ờ. Đừng có la nó bắt chạy liền bây giờ đó. Ôi làm cái gì mà mọi người quýnh quán quá vậy? À giờ ông sắp đẻ đó. Hả? Ủa sắp chạy luôn vậy? Gặp bà đẻ xui lắm. Thôi lên tiếp đi, lên tiếp đi. Lên tiếp đi. Đau quá. Lên tiếp đi. Rồi bình tĩnh. Ráng chịu đựng chút xíu nha. Tới chưa? Tới rồi, từ. Vô đẻ lại lên. Đỡ đỡ em đi mình ơi. Từ. Tôi vợ con cha. Ôi sao rồi, xong rồi, giờ ông vô đẻ đó, giờ ông vô tới ông đẻ đi. Alo. Trời về chưa? 30 phút nữa là kịch diễn rồi kìa. Chưa có về được đâu. Ông nói với con gái tôi đợi tôi chút xíu nha. Lẹ đó. Tôi biết rồi. Alo, tôi đã nói rồi, đợi tôi chút xíu mà sao gọi tôi hoài vậy? Ba ơi, con nè ba. Con gái hả? Con có chuyện gì vậy con?
Ba ơi, nếu mà ba không kiếm đủ tiền để đi xem mấy anh X-Rô diễn á thì bữa khác mình xem cũng được, không có sao đâu ba. Không có đâu, không có đâu, bằng mọi giá con phải xem chứ, con nói sao vậy hả? Nhưng mà trong vòng nửa tiếng thì làm sao ba đạp xích lô kiếm ra 400 ngàn được? Không, không có sao đâu con, không có sao đâu. Bà sẽ kiếm được mà, bà sẽ kiếm được mà. Chờ chờ ba nha con, chờ ba nha con, chờ ba nha con. Cướp! Có người ta cướp! Cướp! Có người ta! Có người ta cướp! Đi! 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 Chúng chết mày luôn! Thôi đi! Có chiếc xe được rồi! Mày điên hả? Hồi nãy tụi mình đạp chiếc xe nó hư rồi! Giờ có nhỏ sách có tiền cho tao! Bắt người ta! Cướp! Bắt người ta! Cướp! Người ta cướp! Người ta cướp! Người ta cướp! Cậu không sao chứ? Dạ con không có sao chú ơi. Cái tay cậu chạy xước lắm kìa. Dạ dạ không có sao. Đợi tôi chút, đợi tôi một chút. À chú. Đợi tôi một chút nha. Rửa vết thương cho cậu nha. À. Ráng chịu khó một chút nha. Thôi. Sao chú đầy đủ dụng cụ y tế hết vậy? Có gì đâu. Tại vì con gái của tôi á, nó không có thấy đường. Cho nên lúc nào tôi cũng phải đem theo những dụng cụ y tế vậy nè. Để lỡ nó có chuyện gì á, tôi phải ứng phó kịp. Dạ. Con cảm ơn chú. Băng bó cẩn thận nha. Dạ. Anh gì đó ơi. Dạ. Hồi nãy tụi kia nó có cướp cái gì của anh không? Dạ không anh. Ừ, mà cái chiếc xe của anh hồi nãy bị ngã, nó hư rồi. Bây giờ không có chạy được nữa. Anh ơi, bây giờ anh giúp em á, anh giữ giùm em chiếc xe được không anh? Được. Ngày mai em quay lại em lấy. Rồi, anh cứ yên tâm. Dạ dạ. Chứ rồi bây giờ chú có thể chở con đi được không chú? Chú bây giờ con gấp quá chú chở con đi giùm đi. Cậu leo lên. Dạ con cảm ơn chú. Ủa mà cậu nè. Dạ. Cậu đi đâu mà gấp vậy? Dạ con tới sân khấu X rồi chú ơi. Ủa cậu đến đó xem kịch hả? Dạ không, con là diễn viên ở đó. Ủa chú sao vậy chú? Cậu nói đến đó cậu là diễn viên hả? Dạ đúng rồi. Vậy có nghĩa là cậu cũng là thành viên trong nhóm X rồi hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Con gái của tôi thích mấy cậu diễn lắm á nha. Hôm nay nó đi xem mấy cậu diễn nè. Dạ. Vậy sao bây giờ ngồi xích lô tôi vậy? Ý chú con đang gấp mà chú. Quên luôn. Nhanh chú ơi, nhanh chú ơi. Con cảm ơn chú. Chú bao nhiêu cho con gửi tiền chú ơi? Không cần tiền đâu. Chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện thôi. Chuyện gì chú nói thì con giúp được là con giúp liền à? Ừ. Trời ơi ông ơi, sao giờ mới tới vậy? Hả? 2 phút nữa là kịch mở màn rồi đó. Không có mở màn được đâu. Sao vậy? Dạ chào anh. Bà Đức kìa, bà Đức trời ơi, bà Đức. Nguyên mà. Bà ơi, bà Đức kìa. Đâu bà Đức đâu? Dạ. Anh bà Đức, anh Trình, cái gì mà như cưng dép xương tép băng tại cái chân là cái anh này nè. Chết rồi. Em ơi, bình tĩnh bây giờ anh đang rất là gấp, có gì là lát nữa sau giờ diễn anh gặp anh em sau ha. Chú cần con giúp cái gì chú nói lẹ đi, con bận quá. Đơn giản thôi. Dạ. Chỉ cần cậu dắt con gái tôi với hai cái người này vô trong đó xem kịch là được rồi. Dạ được mà chú, dễ mà. Con sẽ giúp chú. Đi theo anh nè. Đi vô. Ủa ba ơi, ba à? Sao ba không vô coi kịch chung với con vậy? Thôi con vô trong đó xem với chú Mười với anh Vũ đi nha. Bởi vì quan trọng nhất của con là phải gặp thần tượng của chính mình, con hiểu không? Còn ba thấy trời nó còn sớm nữa, để ba đi chạy xe cuốc nào hay cuốc đó, có đồng nào hay đồng đó để ba. Em muốn gửi cái tiểu phẩm này đến cho ba mẹ của em. Tại vì ngày xưa ba mẹ cũng vất vả với em. Ba em cũng từng chạy xích lô mà đi mua sữa cho em. Mà người bán sữa người ta nói xích lô vậy có tiền mua sữa không? Dạ. Cho nên là em muốn dành tiểu phẩm này đến cho ba, cho mẹ.
và đặc biệt là ba. Xin hết. Chị tặng em miếng giấy trước rồi hai mình nói chuyện tiếp được không? Dạ. Tại vì rất là mệt đúng không? Chị thấy em rất là mệt. Chị thì thực sự chị rất là thích. Cái thích ở đây là cái tứ kịch nó lạ, nó mới. Mỗi người đều có thần tượng cho riêng mình. Thì đây cũng là một cách thần tượng. Người con thần tượng nhất chính là ba đó ba. Bất kỳ ai cũng có được một cái thần tượng cho mình. Ai cũng phải có một cái tấm gương đó mà mình soi theo. Thần tượng thì đó chỉ là một cái cột móc sống thôi. Đừng làm như thế nào để cái trang văn hóa thần tượng nó không bị tiêu cực đi. Nó phải là một cái mảng màu tốt trong cuộc sống của mình. Thì đối với Lập nhiều thần tượng lắm. Ở đây nè, ngồi ở đây là hai bức tượng đài rất là dữ dội nè. Thì bên cạnh đó cũng có rất là nhiều cái đa cái đề, như là chú Thành Lộc, chú Hoài Linh, chú Hữu Châu. Và bản thân tất cả trong lòng tất cả mọi người thì lúc nào về cái cuộc sống, cha mẹ vẫn luôn là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn Thành Lộc. Ngày hôm nay em lại cho chị được thấy khi mà em một mình một ngựa, không có Tuấn Dũng ở đây. Thì nói thật sự, chị không biết em có thần tượng chị không, chứ chị thần tượng em rồi. Xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em, tên được cha đặt là Tâm Cám. Từ thua ấu thơ, Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm dưa thoát về nơi ấm êm. Bông 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 bang bang lên ăn cơm vàng thơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bông 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 bang bang lên ăn cơm vàng thơm bạc nhà ta. Bông ơi, tới giờ ăn rồi. Bông bông bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏm cháo hoa nhà người. Bông ơi, bông ăn ngoan nha. Trời ơi, cái giếng bự như cái hồ bơi, mỗi lần cho bông ăn mệt muốn xỉu. Chị nói giỡn đó, bông ăn ngoan nha. Chị Tâm à. Cám, em bị sao vậy? Em mệt loài bản họng. Vậy em làm chi? Em làm cho nó ấn tượng, để em tạo điểm nhấn cho mọi người hiểu rõ hơn về tính cách ngang tàn và bạo ngược của Cám em. Nói chung lại là em đang muốn tạo nét, hy vọng sẽ không tét não. Chị? Hả? Chị Tâm nét. Ơi, Tâm đang làm gì ngoài đây dạ? Ờ, chị đang... Chị đang... Chị không... Sao? Không, không. Chị sao? Chị ấp áp luôn. Chị ấp á uống, có nghĩa là chị đang giấu em cái điều gì ghê dữ lắm nè. Chị Tâm, em cho chị một cơ hội nữa nha. Chị nói cho em biết chị đang làm gì ngoài cái giếng này dạ. Thật ra là chị không có làm cái... Không có làm. Chị đứng... Sao? Để... Chị làm gì? Chị lại ấp á uống lần hai. Chị à, em thấy rồi, chị xạo ghê lắm. Em nói chị nghe nè, chị gan quá rồi chị Tấm mà. Em với mẹ em cho chị ở trong căn nhà này, đâu phải để cho chị làm cái chuyện gì đó sau lưng em, sau lưng mẹ em, sau lưng căn nhà này. À không, trước sân nhà này. Không quan trọng. Quan trọng là chị đang giấu em cái chuyện gì nè, đúng không? Cám ơi, chị đang làm gì? Cám ơi, thật sự là chị không có giấu em cái gì cả. Dạ. Trời ơi, mà chị ghê á. Em phải giải thích chị bao nhiêu lần thì chị mới hiểu. Tại vì á, sao không? Tại vì em mới ngủ dậy á, cái họng em bị cứng, em phải ra em giỡn chị, em quạt náo cái miệng em cho nó dẻo để hồi em ra đầu đền chửi lộn với mấy con mén ngoài đó. Ê, Cám nè, chị đã dọn dẹp xong hết rồi, cơm chị cũng nấu rồi, đợi mẹ với em ngủ dậy rồi ăn. Có gì chị dọn dẹp xong rồi chị sẽ ra giặt đồ. Không nói đâu, muốn nghe mệt quá. Nói với em như đàn gãy tay trâu gì đó. Để tôi là trâu trời. À, không, ý em là chị đi chăn trâu đi. À, chị chăn trâu về rồi. Chăn nữa? Trâu đã no rồi. Ai nói chị nó no? Hả? Ai nói chị nó no?
nó không có no. Trời ơi, không tin hả? Em kể chị nghe, lúc nãy á, em ngủ dậy, xong em đi đánh răng. Em đánh răng em đi ngang qua con trâu nhà mình, em còn chào nó mà. Em ra nói hello trâu, cái nó níu em lại. Ô trời ơi, trâu làm gì vậy em? Tao đòi qua cả mồi. Hỏi chị chứ, ai no mà làm vậy? Hành xử gì kỳ vậy? Đói. Vậy là chị không biết rồi, để chị đi chăn trâu nha. Chăn đi. Trâu, khoan, đi nè em. À Trâu, à quên. Trâu, chị dặn em này nha. Nói nghe nè, em ra ngoài đồng á, em ăn cỏ trong đồng nhà mình. Rủi như mà em thấy con bò nào lại liếm cỏ nhà mình, em cắt cái lưỡi bò nó cho chị nha Trâu. Đi đi, chị đi nha. Đi đi. Trâu ơi, ngoan nè. Bữa nay em sao vậy, sao không chịu đi vậy? Đi đi em. Đi nè Trâu. Đi đi Trâu. Trâu ơi. Đây. Nghe nè. Rồi, mẹ ra liền. Đau nào với mẹ? Sao nãy giờ đi được vòng cái giếng luôn nè? Sao nói? Trời đất ơi, kêu ra cái gì đang bưng tô cơm mà kêu giật giọng hả? Chuyện gì? Nói lại nghe này nè. Con thấy nha, chị Tắm á, dạo này chị ghê lắm. Chị ăn cắp đồ ăn nhà mình cho ai? Cho ai? Dạ. Làm sao? Trời, chị cũng không hiểu nữa. Vô kể cho nghe. Chính mắt con nhìn thấy chị Tắm nha, trên tay cầm chén cơm nguội. Ừ. Để mẹ nghe. Từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái mặt cười. Nó làm gì ngoại? Tạo dáng chụp hình với cơm nguội. Dạ anh, hình đẹp không anh? Hình nhòe hả anh? Cứ kệ nó đi anh. Rồi sao nữa? Sau khi chụp hình xong, chén cơm đã đổ hết rồi, quyết định vô lấy chén thứ hai. Trời ơi. Từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định lăn tới cái giếng. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi cha. Rồi sao? Sau khi lăn xong, cơm nguội cũng đổ. Rồi bây giờ lấy chén thứ ba. Trời ơi là trời. Quyết định từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái giếng. Chén cơm ngồi trên tay, rải cơm, rải cơm, rải cơm, rải nguyên một chén luôn đó, coi chịu nổi không. Trời ơi, con tắm nhà này cơm nhà không có mà ăn, nó rải xuống cho thúi nước giếng tao. Không nè, nước giếng không thúi mẹ ơi, nhưng mà rải cơm, rải cơm, rải cơm, bắt đầu nước giếng sôi ùn một lên. Ừ. Xong cái bắt đầu cơm tan biến mất luôn, không còn đục ngầu gì hết, mất cơm hoàn toàn. Tức là có ai dưới này ăn cơm nhà mình? Có ai dưới này đó? Trời ơi, để mẹ, mẹ, mẹ quậy mẹ kiếm có ai dưới này. Mẹ, mẹ, cái giếng bự dữ lắm, mẹ không có làm vừa được người ta đâu. Mẹ xuống. Xuống không? Nhìn 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 xuống, mẹ. Xuống 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 rồi, xuống luôn. Mẹ nha, nhìn nhìn mẹ. Rồi, xuống nha con, xuống. Rồi rồi xuống xuống. Chút nữa đi con ơi. Hả hả? Chút chút nữa. Sau nữa hả? Sau nữa đi. Rồi sau nữa. Nữa đi con. Nó mệt mẹ quá. À! Cảm ơn cứu mẹ. Được rồi, con sẽ cứu mẹ. Cảm ơn cảm ơn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ. Con sẽ cứu mẹ ơi. Con mẹ, tao con quỷ. Ơi, mẹ. Mẹ. Con sẽ cứu mẹ. Để xíu mẹ ơi. À. À, mẹ ơi, đợi con với. Lên, lên, lên. Lên mẹ ơi. Lên mẹ ơi. Lên, 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 lên. Lên. Trời ơi. Xức cái đầu tóc mà vô chảy lại coi. Mẹ ơi, cứu con.
cứu con. Cam, trời ơi, con của mẹ, mẹ sẽ cứu con. Mong mong mất chớn, đợi chút nha. Khỏi, chị để nó đi. Rồi, mày trồi lên được cái giếng luôn hả con? Mày phải chơi á. Mày làm hùng làm đi cái gì vậy? Bây giờ cái con gì ở dưới này nè. Mẹ ơi, đâu phải con không muốn bắt nó lên đâu. Nhưng mà con nhớ nha, để bắt cái con dưới giếng này lên, mình cần có cái câu gì đó. Mẹ, mẹ. Cái gì? Con nhớ rồi. Nhớ, nói đi. Cái câu nói của nó là... Nói đi. Có câu mà sắc có nghề nên kim. Cam, con nói cái gì? Điếc con mẹ nè. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Mẹ, mệt mẹ ghê cha. Mẹ, nhớ rồi. Bóng. 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 Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay từ trời xanh. Trời ơi, mẹ, mày nói cái gì vậy con? Mẹ, con nhớ rồi. Cái câu đó nó là bóng bóng bàn bàn. Nó là một câu thần chú. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bóng bóng bàn bàn, bóng bóng ý bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, lên ăn cơm bạc y à, cơm vàng nhà ta. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Mẹ ơi, nước giếng sôi rồi, nước giếng sôi rồi mẹ ơi, nó sôi lên rồi kìa, sôi rồi. Con gì lên, con gì lên? Tự nhiên tôi chưa lên đây vậy? Ai đây? Mới kêu gì? Bóng bóng bàn bàn, bóng xà bàn. Bán xà bông hả? Không, bán vé số. Trời, mua giùm tờ vé số đi chị gái. Không, mua đi. Không, mua đi mà. Ủa, ê, mày ở đâu trong giếng nhà tao vậy? Ủa, ở đâu ta? Hồi nãy nhớ là lúc nãy đi bán vé số, tự nhiên lọt xuống hố, thấy con nhỏ mỏ hô, hết muốn bán vé số. Con gái tao nuôi mà mày dám nói mỏ hô hả mày? Mỏ hô nè, mày mỏ hô, mày lên đây, lên đây, lên đây. Nè, tao nói cho mày biết nha, con bóng đầu đinh âm binh hắc bính. Tao nói cho mày biết, con gái tao đẻ ra mà mày chửi nó mỏ hô hả? Cám. Nè con. Mày nói gì? Mày nói ai mỏ hô? Hả? Con bóng kia, con bóng thủy tạ đầm sen, con bóng ho hen bệnh tật, con bóng chật vật với cuộc đời, con bóng không thuộc về thời của tao. Tao nói cho mày nghe, tao ha, tao chỉ cần chích một cái mà xì xọ mày chết liền nha mày. Nhưng không, hôm nay tao từ bi hỷ xã, tao tha cho mày. Trời ơi, nên là tao muốn mày đi xuống giếng của mày, mày về thành phố của mày, mày nói với loài người là cám tao không hô và cám tao đã từng tha cho con bóng như mày nha mày. Ha, mua vé số không? Rồi, không mua. Không mua hả? Vậy thôi, đi nha, bye bye nhỏ, mỏ hồ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cám hồ thôi, mỏ hồ. Mày ra đây, mày nói mỏ hồ. Mày nói nghe nè Gắp. Bây giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy con? Mày phải tập trung vô lôi cái con ở dưới này lên cho mẹ. Mẹ, con nhớ rồi, cũng là câu thần chú đó, nhưng mà đọc theo một cách khác. Bông bông bàng bàng, bông bông mí bàng bàng, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bông bông bàng bàng, bông bông mí bàng bàng, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Nước sôi thiệt. Trời ơi, trời, né ra là con gì lên. Con gì lên? Ba chật. Trời ơi,
Nè, mày là cái con gì? Bé cá bóng. Bé cá bóng. Mày là con cá heo mặt quỷ thì có đó. Trời mẹ ơi, nó là con cá bóng. Mẹ thấy không? Con nói đúng chưa? Cá bóng mà cái bụng nó bự, nó có chữa mẹ cá bóng chứ. Đó, bây giờ bắt nó vô. Hai mẹ con mình ăn cả tuần không hết. Ăn cá bóng trứng đi con. Rồi, vô bắt nó. Ôi da. Wow, mạnh dữ. Ta không phải là coi bé cá bóng bình thường, mà ta chính là tiên cá bóng được ông Bụt trả lương hàng ngày để bảo vệ cho chị Tắm. Tôi nghe nói mấy bữa nay là mẹ con hai người hành hạ chị Tắm của tôi dữ lắm đúng không? Trời đất ơi, ai ác mồm ác miệng vậy? Tao nói thiệt với mày nghe nha, trong cái nhà này nè, mẹ con tao là thương yêu con Tắm hết mực. Mày nói là Tắm bị tụi tao hà hiếp hả? Nghĩ sao vậy? Ai mà tin chị Tắm? Tất cả mọi người đều tin mẹ con tôi, phải không em? Em chú em tin chị không em? Em tin chị hả? Cảm ơn em. Em Diễn ơi, em tin chị không nè? Dạ em tin chị. Chị cảm ơn em. Mẹ ơi, mẹ tin con không mẹ? Mẹ tin con. Đó. Đến giây phút này mà còn già mồm. Được, xin mời nạn nhân. Con này sao nó ngông cuồng dễ sợ. Mày thiệt á. Nè, mời chị Tắm lên đây hả? Tưởng ai, chỉ có một chị Tắm thôi mà. Chị Tắm nói thì ai mà tin. Bây giờ hả chị Tắm hả? Chị đơn phương, chị du quan giáo hoài cho mẹ con tôi thì làm sao chứ? Lại mồm lại già. Được, xin mời ông Bụt. Ta đây. Con nó sao á? Chúng ta không phối hợp với người ta. Bởi nè, tự nhiên mời ông này vô chi nữa hả? Không làm được gì hết. Không ai tin những người thì các người đâu. Mọi người đều tin mẹ con chúng tôi mà. Đúng không em? Chú em tin chị không chú ý? Em tin xả cá con em. Dĩ ngồi em tin chị không em? Chứ em tin chị. Thôi trời ơi. Làm ơn những làm chuyện làm thủi tôi hết nhân chứng kêu ra. Mày ơi, không mấy mày nhận tội đại đi. Ờ thôi nhận tội đại đi, mệt quá. Tôi xin lỗi nha, không phải là tôi có lỗi đâu, mà tại tôi tôn trọng mối quan hệ của các người. Tôi tôn trọng mấy người. Xin lỗi nè. Thôi đi. Ta nói cho hai mẹ con nhà ngươi biết, không cần phải nói nhiều lời nữa. Tội ác của hai mẹ con nhà ngươi thật là đáng khen. Đáng trừng trị. Trời. Tội ác này cần phải được vạch trần và phải trừng trị từ khi còn là mầm mống. Trời ơi, nói vậy ông là ông Bụt thật hả? À? Mẹ ơi, không lẽ cuộc đời cám chưa bắt đầu mà đã kết thúc đoạn hậu như vậy rồi sao? Cám, cám, cám ơi, nữa một tràng pháo thật lớn cho tiết mục dự thi của Quang Trung. Mẹ nói về sắc đẹp của Quang Trung ngày hôm nay đi mẹ. Trung thì đẹp rồi. Dạ. Nhưng mà bữa nay đó là con làm như vậy là má nói thiệt không có ai làm lợi con hết đó. Đem hết bao nhiêu sức tàn lực kiệt, có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu. Khi em chọn cái hình tượng của anh Thành Lộc đó thì rõ ràng là khó khăn cho em đó. Em đang tự đặt một cái sự khó khăn lên em lắm. Vì anh Thành Lộc ảnh cũng biến hóa khôn lường lắm em à. Chị rất là phục em ở cái chỗ rằng là mình dám làm, dám thử sức những cái gì khó khăn nhất. Thì ngày hôm nay ngoài cái diễn là em đã 98%, còn hai cái bông đó là thêm 100 đó. Bạn Trung, bạn chỉ có thể có được cảm hứng thích cái vai này cực kỳ, bạn muốn thử sức. Nếu mà chú Thành Lộc không cho thì bạn không biết phải làm như thế nào nữa. Cho nên là khi được chú đồng ý rồi là cả nhóm rất là mừng, nhưng mà lại rất là lo. Cái vở Tắm Cám thì nó là một cái bản rất là kinh điển và nó rất là hài hước. Cho nên là bây giờ mình mượn cái hình tượng của chú ra làm sao để mà mình ra, mình phá ra một cái tiểu phẩm. Nó vẫn mang cái không khí như vậy nhưng nó phải là của mình. Thì những cái tình tiết mà có bạn ta anh Tú trợ diễn, có bạn Quốc Khánh trợ diễn, thì em muốn nói một cái thông điệp là cái ác cần phải được vạch trần và trừng trị từ trong nước. Trong trứng nước. Chính dạ. Xác, đúng rồi. Thực sự là Trung làm cho chị rất bất ngờ. Hôm nay em bước ra sân khấu, em một con người hoàn toàn khác. Một con cám rất điên, một con cám rất duyên dáng, bao hết, một mình cám hết. Đúng là
Ngày hôm qua tiểu phẩm này có đặt là giếng là tất cả, đúng hôm nay chung cám là tất cả, chung là tất cả. Tướng em ngoài rất là mỏng manh nhưng mà em lên sân khấu em diễn á, cái lực nó lửa nó dễ sợ lắm. Em nhạy từng chi tiết luôn á, anh nói thiệt, những cái nét diễn nó khó lắm chứ không phải giỡn đâu, xuất sắc lắm. Cảm ơn cô sư Diệp Tiên. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Xin Đông Hoan chào đón toàn thể tất cả các quý vị, tất cả các bà con và khán giả đang có mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội ngày hôm nay. Vâng, và tiết mục mở đầu sẽ là một nam ca sĩ rất nổi tiếng. Mời quý vị và các bạn đến với nam ca sĩ với ca khúc Buông Tay Nhau Ra. Buông tay nhau ra. Lừa đảo cái gì? Đây có phải Sơn Tùng đâu. Trời đất ơi, thì hồi nãy tôi đâu có nói đây là Sơn Tùng MTV đâu. Chứ đây là ai? À, cái thằng này nó là Sơn Tường, em trai tôi. Trời đất ơi, mọi người bình tĩnh đi, tôi không có lừa đảo, cái này là nói thiệt. Bây giờ ở phía sau còn rất là nhiều tiết mục. Bây giờ là tới tiết mục... Trích đoạn ra duyên anh cưới em. Nhưng mà quan trọng là có nghệ sĩ hoài lên diễn không? Có không? Yên tâm, có. Bà con bình tĩnh. Về chỗ ngồi. Nè, có thiệt không đó? Hả? Có thiệt. Không có đi nha. Rồi không có toàn thay hỏi cái làng này đâu nha. Yên tâm, về chỗ ngồi, bà con về chỗ. Đi vô coi. Dọn cảnh. Ông Bầu. Trời đất ơi. Ai làm? Mày làm chứ ai làm? Trời ông Bầu, ông đừng có giỡn nha. Lần nào tụi mình làm xong á, tụi mình cũng bị đánh hết á. Lần này mà còn giả dạng nữa là nó quậy banh cái đoàn mình luôn. Trời ơi, anh Hoài Linh là thần tượng của mày, mày giả giống nhất thì mày phải làm chứ ai làm. Thì là chú Hoài Linh là thần tượng của con. Nhưng mà nếu mà bây giờ bắt trước thì cũng một cái đôi nét nào đó thôi chứ con... Không sao hết, bây giờ là miễn có tiền là được rồi. Không, còn không thôi thì bị đánh vài lần nữa không sao đâu. Cứ vô làm đi, miễn người ta cười, người ta vui không thôi. Con không có làm gì. Vô làm đi, đi vô đi. Ông Bảo, đi. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu tiết mục đinh trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn vở hài kịch Ra Duyên Anh Cưới Em. Chàng pháo tay. Thằng này trách thằng, thằng treo cho lặng đặng. Mình trách mình, số phận cái treo hém hiu. Bởi thân tôi cực khổ, tôi nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nậu đâu. Hey, vợ tôi nó không phải nó đi theo nậu mà nó đi luôn rồi. Nhưng mà bà yên tâm đi, dù sao á con mót nhà mình á tôi cũng sắp sửa tôi gả chồng cho nó rồi. Tía ơi, Tía, con về rồi nè Tía ơi. Tía ơi, con về rồi nè Tía. Tía có chuyện gì Tía nói với con lẹ đi thì con lên Sài Gòn nữa. Tía ơi. Bay á, tao nói thiệt với bay á. Bay mới về chưa có cái gì hết là bay đòi đi rồi. Tía, bây giờ Tía có chuyện gì Tía nói đại cho con nghe đi. Con lên Sài Gòn mà không chuyện nữa. Bà đáng lý ra đó là Tía tính để mấy bữa nữa mới nói. Mà thấy bay nôn quá nên tao nói luôn. Tía, cái chuyện gì Tía nói đi Tía. Tao sắp sửa Tía gả chồng cho Tía. Hả? Ôi, không phải. Tao nói Tía sắp sửa Tía gả chồng cho bay rồi. Hả? Con thương Tía quá. Tía, con nói Tía nghe nè. Tía gả chồng cho con là đúng rồi. Con cũng lớn rồi.
tí gãi con cho anh lượm đúng không? Thằng lượm nào hả con ha? Dạ anh lượm con của Tám á tí. Thằng lượm con của con mẹ Tám sumo ha? Dạ. Con râu. Tí, sao vậy? Không bao giờ tí mừng xuôi với con mẹ Tám sumo. Mà tại sao? Bởi vì ngày xưa tí yêu bà mà bà không yêu tía. Nhưng mà tía với cô Tám đâu có lấy nhau đâu. Không lấy nhau tao mới ghét đó. Cái đó là bản năng xí diện của một người đàn ông. Nhưng mà con lấy anh lượm. Ê, con đưa cái đi vô nhà đi. Giặt tới rồi, giặt tới rồi. Giặt đâu, cô Tám mà tía. Mà nãy tía mới nói với bay sao? Hiểu yêu thì ghét. Thì đó, đi vô đi. Con chỉ lấy anh lượm thôi. Lượm lượm cái gì? À, bay lo mà lượm củi cho tía đi nghe. Anh sao mạnh rồi? Anh Sáu, tôi qua đây tôi có chuyện muốn nói với anh nè. Anh Sáu, tôi có chuyện muốn nói với anh. Sáu, tôi đứng bên đây nè. Anh làm gì vậy? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục. Người ta tập thể dục mà hỏi làm cái gì? Trời đất ơi, không biết mặt trời mọc mấy sao rồi ở đây còn tập thể dục. Ôi má, sao má cứ kiếm chuyện với chú Sáu hoài vậy? Mày không thấy ông kiếm chuyện với tao trước hả? Nhà này nhà tôi nghe. Dạ con chào chú Sáu. Cảm ơn. Hai mẹ con bay khinh thường gia đình tao quá. Sợ nhà tao không có ghế hay sao phải đem ghế qua ngồi? Dạ không phải chú Sáu, tại má con đi ngựa nên phải đem cái ghế để leo lên con ngựa. Ờ ha. Cái cú rồi tao quên nè. Ê, nhưng mà lần sau á, mày nói má mày đừng bao giờ đi chung với con ngựa. Nó lép dế tội nghiệp nó lắm. Đổi qua đi voi đi. Trời đất ơi, mày thấy chưa? Tao nói là đi về. Ôi má, má ngồi xuống đi má. Ây da. Ui da. À, trời đất ơi, hôi của, hôi của. Ông làm gì vậy? Ê, tôi hôi củi. Trời ơi, mót ơi mót, khỏi lấy củi cho tía nghe. Trời đất ơi, tao nói mà qua đây còn hư ghế nè, đi về. Trời má ơi, má gì cháu nội của má đi má. Cháu nội cái gì? Gì cháu nội đó. Vô. Anh Sáu, anh cho phép tôi ngồi đây nói chuyện với anh nha anh Sáu. Đứng lên. Cái ghế này nó ngắn mỡ lắm. Nó ăn xương quen rồi cô. Anh Sáu, tôi qua đây á, tôi đường đột qua đây mà không báo anh trước á, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà tại vì thằng lượm con tôi nó thương con mót con anh quá, cho nên tôi thương thằng lượm con tôi nên tôi muốn lấy anh về cho tôi. Không có. Tôi muốn lấy con mót con anh về cho thằng lượm con tôi. Bởi vậy á, hai gia đình mình bỏ qua chuyện cũ, rồi chúng ta tính chuyện xuôi dài nhau nhanh nha. Nó thiệt với bà luôn á, bà ghê thiệt. Bà vô cái bà phá hết nguyên cái gia can nhà tôi luôn. Cũng hên á, cũng hên là cái bàn này của tôi nó là bàn gỗ á. Tôi xin lỗi anh. Bà nội nó, cái này là gỗ thường rồi. Anh Sáu ơi, tôi xin lỗi anh là tại vì tôi lỡ tôi phá hư hết đồ đạc nhà anh. Không mấy giờ anh cho con mất, lấy lượm con tôi đi, tôi về tôi đền bù lại hết cho anh nha anh Sáu. Tôi nói cho bà nghe, tôi sẽ không bao giờ mần xuôi với bà, bởi vì tôi rất hận chồng bà. Chồng của bà đó đã bỏ bê con Liêm, em gái sinh đôi của tôi. Anh đừng có bịa đặt chuyện tầm bậy đó nha. Không bao giờ có chuyện đó. Ông, cái chuyện này là thiệt đó má. Có thiệt hồi nào? Rồi ba kể cho con cái lúc mà ba còn hấp hối á. Sao mày không kể cho má không nghe? Ba sợ má bị tổn thương. Nếu như mày biết câu chuyện đó thì tao với mày sẽ kể lại cho bà nghe, để cho bà tổn thương chơi. Ờ, chuẩn bị tổn thương nha gái. Ông Sáu, ông Sáu. Trời đất ơi, cái gì xảy ra vậy nè? Vậy là mối tình đầu của tôi là ba thằng lượm, nhưng mà mối tình đầu của ba thằng lượm không phải là tôi mà lại là một người con gái khác sao? Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành mắt nào, đường chỉ bờ đê lỗ xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người. Liêm,
Liêm. Em đợi anh có lâu không? Dạ không lâu đâu anh, mới có 1 tiếng rưỡi à. Không sao, em vẫn đợi được mà. Không phải, em thông cảm cho anh. Tại em, anh có cái công chuyện rất là quan trọng nên anh phải giải quyết rồi anh mới qua đây kiếm em nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả em nữa? Anh tắm heo. Em với con heo hai đứa nó bằng nhau sao? Đừng ăn nói gì kỳ quá vậy. Đi so sánh con người với con heo. Con heo á nuôi lấy thịt được, còn em á cho ăn ngập mặt đó, không chấm mút được một tí gì hết. Liêm, giận anh hả? Anh mới là người giận em chứ không phải em là người giận anh đâu. Hôm qua anh đợi em dưới gốc đa mà sao em không có ra? Anh đừng có xạo nha, ngày hôm qua tôi cũng đứng đợi anh ở gốc cây đa mà cũng đâu có thấy anh ra. Em đợi lúc mấy giờ? Em đợi anh từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trời ơi, vậy mà tôi đợi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng trời. Anh ra đây á, là anh có cái chuyện này muốn nói với em nè. Không không, anh đừng nói. Em nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh là biết chắc chắn anh sẽ kể với em nghe một chuyện vui rồi. Đừng nói để em đoán nha. Chắc chắn anh ta sẽ cầu hôn với mình. Sau đây anh ta sẽ làm động tác chỉnh chu quần áo, rồi anh ta sẽ thở dồn dập để lấy bình tĩnh. Và anh ta lấy can đảm nói với mình rằng chia tay đi. Trời đất ơi, sao chưa vui bao lâu mà vô bi kịch nhanh vậy? Liêm à, ngày mai anh lên Sài Gòn anh học rồi, tụi mình phải tạm chia tay một thời gian. Nhưng mà trước khi anh đi á, em nhớ. Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ nhớ giữ gìn sức khỏe. Không phải, trả anh 6.000 tiền chè. Nó đòi tiền thẳng vô trong mặt luôn kìa. Được rồi, anh không giả đâu nữa. Bây giờ nè, anh chuẩn bị đi rồi, em có gì muốn nói với anh không? Anh Đạt, anh lên Sài Gòn, lỡ anh phải lòng với cô gái nào thì sao? Thì cưới chứ biết sao giờ, trời cho mà. Ê Đạt, cơ thể tao bắt đầu chuyển qua chế độ lên máu rồi đó. Không có phải, ý anh á là trời cho anh có em nên anh phải thương yêu em, hiểu không? Em không tin anh luôn hả? Trời đất ơi, tin cái gì? Bồ bịch với nhau mà 365 ngày mới gặp được một lần. Còn 364 ngày còn lại, 4 ngày anh chơi game, 60 ngày anh đi tắm, 300 ngày còn lại anh để dành anh ngủ. Mang tiếng là có gấu nhưng mà là gấu ngủ đông. Thôi được rồi, bây giờ này anh cho em một điều kiện, em nói đi. Được, anh có thể nào cho em luôn 6 tiền chè, em đỡ anh có được không? À, được, được, cảm ơn em. Mày lầy quá Liêm à, có 6 ngàn mà mày cũng xin là sao? Bây giờ không nói nhiều nữa, anh đi. À, anh Đạt. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh nên lên Sài Gòn đi học đi. Không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Anh đã. Sau cái lời tạm biệt đó, em gái của tôi nó hát bài anh cứ đi đi, tưởng là nó đi luôn rồi, ai dè 7 năm sau nó còn quay ngược trở lại đây nữa. Lúc đó thì em gái của tôi đang có mặt ở trong chùa. Thưa thí chủ, thời buổi này là năm 2016 rồi, tại sao có chuông điện tử không bấm giật dây chi cho mỏi tai vậy? Đợi chút xíu tôi sẽ ra ngay. Liêm! Không, tôi không phải là Liêm. Liêm! Tôi là Liêm. Liêm!
em có biến thành gió, anh vẫn nhận ra em mà Liêm. Bây giờ anh về đây, anh muốn nói cái gì với tôi, anh nói lẹ đi. Anh muốn cưới em. Không được đâu. Tại sao? Em đã nói không được mà. Nhưng mà tại sao? Có anh có thấy cô dâu nào mà áo sa rê mà đầu trọc không? Không được, cái này anh phải tính lại. À không, anh không thể nào cưới em được. Anh sẽ đi cưới con tám mũ sâm mô, nó giàu hơn em. Anh đi đi. Anh Đạt. Bà nghe chưa? Chính vì cái điều đó mà tôi mang hận chồng bà. Không bao giờ tôi bận xui với bà. Nhưng mà đó là chuyện của chồng tôi với lại con em ông. Còn bây giờ thì ông ấy, thì bây giờ ông muốn xóa bỏ hiềm khích tiệm, giờ ông cho con mót lấy thằng Lượm đi. Dạ đúng rồi. Bà lộn người rồi. Bà biết bà đang đứng nói chuyện với ai không Tám? Sáu Bảnh. Phải, tôi là Sáu Bảnh. Một lời Sáu Bảnh nói ra như đinh đóng cột. Và chừng nào cột mục nó mới xúc đinh. Trời đất ơi, vậy biết khi nào cột nó mới mọt. Bà con bình tĩnh nghe tôi nói nè, tôi không có lừa gạt gì bà con hết, tại bà con đọc không có kỹ. Tôi ghi rõ ràng còn mấy chữ ở dưới đây nè: với sự tham gia của bản sao nghệ sĩ Hoài Linh. Trời ơi, vậy không chịu lừa đảo hả? Nói gì nữa? Vậy lừa đảo rồi. Ê, trời ơi, bình tĩnh đi. Bắt đầu, có đánh tôi như gà cả rồi. Ê, đừng ra đứng. Dạ. Nè, tôi nói mày nghe nha, lần này người ta đánh mày ít á, lần sau người ta đánh mày chết. Không những vậy, người ta còn đốt luôn cái đàn này đó. Nghe chưa mày? Dạ. Nghe chưa mày? Đi về. Dũng, con có sao không con? Mẹ, Dũng, mẹ. Con mẹ, có mẹ, sao mẹ. Không? Mẹ, sao mẹ không ở nhà đi? Mẹ ra đây mẹ kiếm con làm cái gì vậy? Cái số tiền này nè, mẹ cứ cất đi. Về nhà mẹ dưỡng bệnh nha, lo cho mấy em nữa. Con phải tiếp tục đi theo ông bầu nha mẹ. Sao mẹ lấy tiền được của con? Con bị đánh vậy hả? Con có đau không? Mẹ yên tâm đi, con không có đau. Mà mẹ đau. Dũng à, đi vô dọn dẹp đồ rồi về quê với mẹ. Mẹ kiếm việc cho con rồi, đi nghe lời mẹ nghe. Mẹ đi ơi. Con hả? Nhưng mà cái đó là đam mê của con. Ngoài cái nghề này ra, con không biết mình phải làm bất cứ một cái nghề nào khác nữa hết. Dũng, sao con không nghe lời mẹ hả? Ba của con theo cái nghề này, ba của con khổ biết bao nhiêu rồi. Sao mẹ nhìn con theo nghề này để khổ như ba con hả Dũng? Nghiệp của con phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần con được đứng trên sân khấu là con rất hạnh phúc. Mặc dù con phải làm một cái bóng của người khác. Dũng à, con còn trẻ, con thần tượng ai á, con làm giống họ, điều đó không có gì sai hết con. Cái sai của con á là lấy cái điều đó ra để lừa gạt khán giả. Điều đó là sai con à. Mẹ sinh ra con, mẹ muốn con á, bất kể làm cái nghề gì, con cũng phải là chính con. Con hiểu không Dũng? Đúng rồi Dũng. Gom đồ đi bến khác hát. Cái bến này hát không được nữa rồi. Người ta đánh dữ quá, hát rồi người ta đánh chết luôn đó. Đi. Ông bầu à, nếu mà con đi bến khác á, con nghĩ mình hãy làm nghệ thuật chân chính đi. Đừng bao giờ bắt chước một cái tên nào hết. Mình làm nghệ thuật chân chính được mà ông bầu. Làm bằng khả năng của mình đi ông bầu. Chú biết rồi. Sở dĩ mà chú làm như vậy á, là chú muốn có tiền để lo cho cuộc sống mấy anh em trong đoàn mình. Nhưng bây giờ chú mới biết chú làm như vậy là sai rồi. Yên tâm, chú hứa với mấy đứa, bắt đầu ngày mai chú sẽ cho tụi con làm chính tụi con. Bắt đầu ngày mai gánh hát mình sẽ làm lại từ đầu. Thiệt không Màu? Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ tin con đi.
rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ thấy con đứng trên sân khấu với cái tên Tuấn Dũng. Mẹ, con hứa với mẹ con sẽ chứng minh được mà. Nghiệp cầm ca mãi còn án nhân cho đời, nhịp tim với lời ca giao hòa gửi trao cho người. Là sao xuyến mà trong này nó có đủ thứ hết mà ít có ai mà giả gái mà xấu như Dũng vậy. Xấu mà xấu đặc biệt luôn á, mà sao thằng đó nó thương được tao không biết sao nữa. Thấy con diễn như thế, nhìn qua Diệp Tiên mới thấy là cái lòng con của người nghệ sĩ nó là như thế. Má phải nói là má rất là cảm động. Em không lạm dụng thần tượng, em không cố gắng bắt chước anh Hoài Linh ở mọi góc độ hát, ca, múa, nhảy với cái tài năng của em mà qua các vòng thi chị theo dõi. Nhưng mà em không lạm dụng cái đó, và cả Diệp Tiên khi dựng cũng không lạm dụng cái đó luôn. Cho nên chị xem chị rất thích, rất là cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Anh rất là hạnh phúc. Cảm ơn bé Đâm Thư trước. Tại trước khi mà làm cái tiểu phẩm này phải điện thoại xin anh Linh trước. Sau khi bé Thư điện xong thì anh Linh đã ok cho Dũng diễn cái trích đoạn này. Thật sự là tập sửa rất là nhiều, sửa nhiều lắm luôn. Nãy trước khi ra mình anh cũng phải sửa nữa, nhưng mà cuối cùng mình có được một sản phẩm hoàn chỉnh vậy, anh cảm thấy rất mừng cho công sức của tất cả anh em mình. Thưa quý vị, như vậy thì 4 tiết mục dự thi của các bạn thí sinh đã hoàn thành xong. Giờ phút này xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào và nghệ sĩ Kiều Anh sẽ công bố điểm số của các bạn ạ. Thật sự thì Kiều Anh ngày hôm nay cũng được má Dào tin tưởng để cho Kiều Anh nói ra những lời với các bạn. Ngày hôm nay khi xem hết 4 tiết mục của các em thì rõ ràng là đứa nào cũng 1-9-1-10 hết. Cả một quá trình 6-7 số tụi em cống hiến quá nhiều tiết mục và trong đó quá nhiều chất xám và quá nhiều công sức của tụi em. Điều đó Kiều Anh và má Dào rất thương và rất xúc động. Thì tụi em rõ ràng một tuần tụi em cho ra một vở, một tuần cho ra một vở, thì cái điều đó nói thật, nếu mà nói quay ngược lại tụi em giỏi hơn chị và má Dào rất là nhiều. Biết rằng ngày hôm nay quý vị xem xong quý vị sẽ muốn là ai bước vô, ai bước vô, nhưng mà thôi, hãy cho Kiều Anh và má Dào cho các bạn một vòng nữa. Và quý vị khán giả đã thương yêu thì xin hãy kiên nhẫn thêm một vòng nữa để cho quý vị có những cái hay hơn nữa, gây gốc hơn nữa. Thì
cho mẹ Giàu và Kiều Oanh tạm giữ số điểm ngày hôm nay và tuyên bố sẽ vào cái vòng sau này để coi các bạn bằng những cái tiểu phẩm như thế nào nữa. Cho nên cho má Giàu và Kiều Oanh xin lỗi quý vị, mời quý vị kiên nhẫn thêm nha. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Oanh. Rất hy vọng rằng là quý ban giám khảo sẽ luôn đồng hành, luôn ủng hộ các bạn thí sinh và giúp chúng tôi tìm ra một thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi đội vào đêm thi sắp tới. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đêm thi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuộc đua đang dần đến hồi kết, top 4 thí sinh bước vào đêm thi quyết định chung kết chính, song đấu cùng một nhân vật với hai màn hóa thân khác nhau. Với sự hỗ trợ cực lực ngày đêm của hai nhóm quân sư, thí sinh nào sẽ phải dừng lại và thí sinh nào sẽ trở thành gà chiến duy nhất của mỗi nhóm quân sư để bước vào đêm chung kết xếp hạng và trở thành quán quân duy nhất của Cười Xuyên Việt mùa giải thứ 2 năm 2016.